Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 50. Thuộc hạ của Lục Chiến Long cũng nhao nhao mở miệng nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn bỏ ra tỷ tiền lấy danh nghĩa Lục Chiến Long thành lập quỹ từ thiện, khiến cho bọn họ vừa cảm động vừa cảm kích. Người có thể qua lại với Lục Chiến Long, không nói tính khí giống anh ta, đại đa số tính cách cũng phải tương tự. Tề Đẳng Nhàn nghe bọn họ nói như vậy, chỉ cười cười, số tiền kia coi như là tài sản bất nghĩa. Dùng để làm từ thiện cũng tốt, mọi người không cần khách sáo như thế. Đối với những người như Lục Chiến Long, trong lòng Tề Đẳng Nhàn vẫn tôn kính. Người ta không nghĩ đến việc đền đáp, cúi đầu kiên định làm việc, cho dù bị người khác phàn nàn cũng vẫn cần cù như trước. Hoành Mi lãnh đối thiên phu chỉ, phủ thủ cam vi nhụ tử nghiêu. Đám người Lục Chiến Long trực tiếp nâng ly lên uống cạn rượu vang đỏ. Các người giúp tôi nhiều như vậy. Hôm nay tôi ra mặt là chuyện nên làm. Hơn nữa, tôi cũng thật sự không chịu nổi bộ mặt của nhà họ Dương, quá ghê tởm. Lục Chiến Long ngồi xuống, cười nói chỉ là có chút đau lòng vì 300 đồng. Em gái ơi, sau này nhớ lấy tiền về, không thì ân tình của đại ca ta có thể không tính công. Dương Quan Quan nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, gật gật đầu, đáp, được rồi, sau này tôi nhất định sẽ lấy về. Thuộc hạ của Lục Chiến Long đều là sói đói. Liếc mắt một cái, nhìn thấy bàn đầy thức ăn, cả đám vùi đầu hăng hái ăn. Điều này ngược lại khiến cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất tốt, đỡ phải để bọn họ đến tìm đến anh mời rượu, lúc đó lại uống đến nỗi say khướt. Chuyện về quỹ, anh không cần quan tâm, Quan Quan sẽ giúp anh quản tốt, hơn nữa, chúng tôi có thể cam đoan, mỗi một phân tiền bên trong đều sẽ dùng trên người những chiến sĩ khó khăn đã giải nghệ. Tề Đẳng Nhàn vỗ vai Lục Chiến Long, cười nói. Tề lão đệ làm việc, ta đương nhiên yên tâm, có cái quỹ này, trái tim tôi càng yên tâm hơn. Lục Chiến Long uống một ngụm hết một ly rượu vang đỏ. Tề Đẳng Nhàn mím môi, uống rượu như vậy, có phải là có chút giống châu nhai mẫu đơn hay không? Dù sao, một bình rượu vang đỏ bóc đô có thể có giá nhiều hơn mấy ngàn. Lục Chiến Long uống xong mặt đỏ tai hồng, bỗng nhiên cảm thán một tiếng, cũng không biết em gái không rõ tung tích của tôi. Bây giờ rốt cuộc đang ở chỗ nào nữa? Tề Đẳng Nhàn nói, mạng lưới của tôi rất rộng, anh cho tôi chút tin tức, tôi bảo người giúp anh tìm cô ấy. Lục Chiến Long lắc đầu nói, tôi tìm rất nhiều năm rồi, nhưng em ấy giống bốc hơi khỏi thế gian, tìm thế nào cũng không tìm ra, một chút dấu vết cũng không có. Đời này của tôi, người tôi thấy có lỗi nhất trên đời này chính là em ấy. Dương Quan Quan liền an ủi, cát nhân tự có thiên tướng. Huống chi Lục đại ca làm nhiều chuyện tốt như vậy, ông trời nhìn thấy, cũng sẽ không đối xử tệ với em gái của anh đâu. Lục Chiến Long cười cười, chuyện tốt gì, cũng chỉ là một số chuyện bình thường mà thôi. Tề Đẳng Nhàn ngược lại nhìn ra, Lục Chiến Long vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện em gái Lục Linh Linh của anh ta mất tích, mấy lần nhắc tới, tâm trạng của anh ta đều dao động rất nhiều. Sau này tôi tìm giúp thử xem, đại ca, chuyện của anh tôi vẫn phải giúp. Tề Đẳng Nhàn nói, sau khi có tin tức, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Được rồi, cảm ơn lão đệ, uống chai rượu vang đỏ này. Lục Chiến Long cầm lấy hai bình rượu vang đỏ, trực tiếp đẩy một bình đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Nụ cười trên khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức cứng lại, con mẹ nó. Lắm lời như vậy để làm gì chứ? Sau khi kiên trì uống hết, đầu lưỡi Tề Đẳng Nhàn đều tê dại. Lục Chiến Long là cống rãnh. Đương nhiên không sao, chỉ là mặt đỏ lên, giọng nói càng vang dội hơn mà thôi, nhìn không ra dáng vẻ say rượu. Sao anh uống rượu giỏi thế? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mắng chửi một câu. Khi còn bé nghèo, không đủ khả năng mua quần áo tốt. Mùa đông đi học, lạnh đến nỗi mọi người sẽ biến thành một que kem. Không còn cách nào khác, mỗi ngày mang theo một chai rượu nấu, lạnh thì uống một ngụm. Lục Chiến Long cười ha hả nói. Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể nói một tiếng châu bò, người ta từ nhỏ đã uống rượu mà lớn lên, mình thật sự không làm được. Một bữa cơm kéo dài đến khoảng 9 giờ, Lục Chiến Long lúc này mới dẫn người rời đi. Tề Đẳng Nhàn cũng không quên hứa hẹn với Lục Chiến Long, gửi tin nhắn về nhà tù Udo, để phạm nhân thần thông quảng đại bên trong nói chuyện với bên ngoài, giúp tìm em gái Lục Chiến Long là Lục Linh Linh. Lục đại ca thật sự không tệ. Anh ấy có khí phách và lòng dũng cảm của anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp, bất luận là tử phẩm hay là nhân phẩm.
Dương Quan Quan uống rất nhiều rượu nhưng cũng không quên khen anh ta hai câu. Anh ấy nhận cô là em gái của anh ấy, cô nhận một đại ca như vậy, cũng rất tốt. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu nói. Dương Quan Quan từ nhỏ đã thiếu tình thân, những người thân xung quanh coi cô ấy như kẻ thù, Lục Chiến Long xuất hiện, mang đến cho cô ấy một chút ấm áp như người thân. Lục Chiến Long hôm nay tuy không làm gì nhiều nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm, giống như Tề Đẳng Nhàn luôn ủng hộ cô ấy, hiện tại, lại có thêm một người thân thiết đáng yêu. Hy vọng Lục đại ca cả đời đều bình an, cũng hy vọng anh ấy sẽ tìm thấy em gái của mình sớm hơn. Dương Quan Quan nói, hai người đi về phía xe, nhưng ngay khi Tề Đẳng Nhàn dỗi đặt tay lên cửa xe, một loại cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên kéo đến. Tề Đẳng Nhàn lập tức di chuyển. Một tay giữ chặt Dương Quan Quan, vèo một cái lui về phía sau. Dương Quan Quan đầu óc đang mơ mơ màng màng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc người vẫn còn đang lùi lại, chiếc xe đã phát nổ. Một quả cầu lửa nổ tung, một làn sóng không khí đáng kinh ngạc bao trùm lấy bọn họ, suýt nữa khiến hai người ngã xuống. Cũng may tốc độ của Tề Đẳng Nhàn đủ nhanh, rời khỏi phạm vi vụ nổ. Ferrari của ông. Sau khi Tề Đẳng Nhàn dừng lại, có chút tức giận nhíu nhíu mày. Dương Quan Quan thoáng cái liền tỉnh rượu, nhịp tim tăng nhanh, hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chờ đến khi Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, chuyện gì đang xảy ra à? Có ai đó đã đặt một quả bom trong xe của anh. Võ công của hắn đã đạt tới cảnh giới như thế, tự nhiên có thể không cần thấy không cần nghe cũng cảm nhận được nguy hiểm mà tránh. Giác quan thứ 6 kinh người. Khiến cho hắn rất khó bị mấy loại thủ đoạn hạ lưu này tổn thương. Dương Quan Quan cũng cảm thấy sợ hãi, võ công của cô ấy cũng không đến cảnh giới có thể dự đoán trước nguy hiểm như thế này, nếu có ai đó dùng phương thức như thế nhắm vào cô ấy, vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ chết. Ai làm điều đó? Dương Quan Quan nhìn không được hỏi. Hơn phân nửa là nhà họ Diệp đi, bọn họ thích dùng loại phương thức đơn giản thô bạo này, dù sao, tổ tiên của bọn họ chính là xã hội đen. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Có điều, bọn họ cũng coi như kiềm chế, chỉ là đặt bom ở trên xe mà thôi. Nếu như là ở thành phố Kinh Đảo, e rằng sẽ có hơn chục tên côn đồ trang bị súng AK-47. Tổ tiên nhà họ Diệp chính là dựa vào đập phá cướp bóc đốt nhà, lúc trước khi còn ở Hương Sơn, tổ tiên nhà họ Diệp và xã đoàn địa phương có xung đột, bị kẻ người khác nhắm đến. Sau khi đàm phán thất bại, họ trực tiếp đặt bom vào chiếc xe chở người phụ trách, khiến người ta hồi hộp sợ bị nổ chết. Không nổ chết thì không nói, sau đó họ lao ra và giết chết 5-6 người bằng khẩu AK-47 của mình. Người phụ trách tuy chưa chết nhưng lá gan cũng bị dọa vỡ, chỉ có thể nén giận nói chuyện hòa giải, còn chắp tay đưa hơn 30 triệu, đừng nói có bao nhiêu uất ức. Dương Quan Quan cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nói, lá gan của những người này cũng quá lớn, dùng cách như vậy giết người. Tề Đẳng Nhàn nói, trời cao hoàng đế ở xa, chẳng lẽ anh còn có thể chạy đến Kinh Đảo tiêu diệt bọn họ sao? Huống chi, chuyện này không có chứng cứ gì, người ta cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không chủ động thừa nhận. Dương Quan Quan nghe xong không khỏi cười khổ, lời này của Tề Đẳng Nhàn ngược lại là thật, người ta không để lại chứng cứ, hơn nữa ở thành phố Kinh Đảo xa xôi, thật đúng là không có cách nào nhằm vào. Diệp Kế Hùng vị đại thiếu gia nhà họ Diệp này chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, mặt mũi mất sạch, sau đó Diệp Chi Huyền một nhân vật quan trọng lại bị Tề Đẳng Nhàn không chút nể tình bóp nát đầu, nhà họ Diệp không tức giận là giả. Tuy rằng Diệp đã tẩy trắng nhiều năm, nhưng tinh thần xã hội đen kia chung quy vẫn còn tồn tại, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi họ làm ra loại chuyện cực đoan như thế này trong cơn giận dữ. Đám người này vô pháp vô thiên như thế. Lần sau nhìn thấy người của nhà họ Diệp ở thành phố Kinh Đảo, em sẽ trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Giữa hai hàng lông mày của Dương Quan Quan mang theo tức giận, lạnh lùng nói. Trước tiên đừng để ý chuyện của nhà họ Diệp, bây giờ chúng ta cần phải giải quyết chuyện ở Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn cười cười, vỗ lưng Dương Quan Quan nói. Tuy rằng xe bị nổ tung, khiến cho hắn có chút tức giận, nhưng người không có bị gì là tốt rồi, món nợ này ghi lại trước. Đến lúc đó thì từ từ tính toán. Dương Quan Quan nói, muốn tìm Triệu Man Nhi đòi tiền nữa không? Khoản nợ này tính vào đầu cô ta. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười nói, wow, Dương Quan Quan,
trái tim của em so với anh còn đen hơn. Triệu Man Nhi nghe thấy điều này có lẽ là sẽ cảm động muốn chết luôn đấy. Dương Quan Quan nói, ai bảo cô ta là đối tác của nhà họ Diệp, hơn nữa, sòng bạc kia cũng có cổ phần của nhà họ Diệp ra. Tề Đẳng Nhàn nói, quên đi, chó gấp nhảy qua tường cũng không phải là ý kiến hay. Chiếc xe này nổ rồi thì thôi, dù sao số tiền chúng ta lấy được từ bọn họ đủ mua thêm nhiều chiếc nữa. Dương Quan Quan nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy cũng thôi. Tính tình của cô ấy bây giờ nóng nảy, chưa bao giờ bao dung với bất cứ ai. Sau khi về đến nhà, đầu tiên Dương Quan Quan lấy quyển sổ ghi chép ra, đây là chân lý chiến đấu của cô ấy, mỗi lần trải qua một trận chiến, cô ấy đều nghiêm túc ghi chép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi cô ấy viết xong, Tề Đẳng Nhàn nhìn một lần, khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Dương Tĩnh thật ra vẫn rất lợi hại, chỉ là cậu ta khinh địch, đấu pháp gấp gáp, muốn đạt được thành công và lợi ích nhanh chóng, nếu không cũng sẽ không để cho em dễ dàng nắm lấy cơ hội. Dương Quan Quan nói, còn nữa, tuyệt chiêu Hồng Thiên Đô rất dễ sử dụng, thi triển ra vào thời khắc quyết định luôn có thể khiến người ta trở tay không kịp. Dương Quan Quan cởi áo khoác, giang hai tay ra, khắp người đầy vết bầm tím do cú va chạm. Bên trong cô mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao màu trắng, vừa cởi áo khoác ra, Tề Đẳng Nhàn đã choáng váng. Này, anh làm gì vậy? Em bảo anh giúp em xoa tay, anh đặt tay ở đâu? Dương Quan Quan sửng sốt, vung nắm đấm lên. Hôm nay cô biểu hiện rất tốt, đã hoàn toàn trưởng thành, cho dù sau này anh không tiếp tục dạy em cũng không cần lo lắng mình không tìm được biện pháp. Tề Đẳng Nhàn nói, ngày mai anh sẽ dạy em bát quái trưởng. Bây giờ anh để cho em cảm nhận cách bát quái trưởng phát ra sức mạnh. Hắn nghiêm trang làm như vậy. Dương Quan Quan dở khóc dở cười, cậu nam nhân này, làm chuyện xấu cũng luôn có thể bày ra dáng vẻ đứng đắn không biết xấu hổ. Em xem, đây là đơn hoán trưởng. Lần này thì sao, là song hoán trưởng, sau đó là thuận thế trưởng, xoay tay trưởng, mài thân trưởng, tam xuyên trưởng và xoay người trưởng. Mặt Dương Quan Quan đỏ bừng. Một quyền đánh ngã hắn, thẹn quá hóa giận nói, sớm muộn gì em cũng sẽ dùng chiêu này với anh. Tề Đẳng Nhàn như có điều suy nghĩ nói, thì ra em thích tư thế này. Dương Quan Quan sửng sốt, vành tai không khỏi đỏ lên, bực bội nói, cái này cũng có thể lái xe. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, đưa tay ôm cô ấy nói, biểu hiện của em hôm nay thật sự khiến cho anh cảm thấy vui vẻ đó, nhìn em từng bước trưởng thành, anh cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Đây có lẽ là kế hoạch phát triển. Dương Quan Quan hung hăng lườm hắn một cái, tức giận. Em kiềm chế lửa giận hơn 20 năm, hôm nay xem như đã xả ra hết, Tề Đẳng Nhàn, cảm ơn anh. Dương Quan Quan bỗng nhiên nghiêm túc nói. Là tự em cố gắng, không cần cảm ơn anh, Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói. Vốn định ôm Dương Quan Quan nói chuyện một chút, nhưng lời nói sau khi ra khỏi miệng lại biến thành, thư ký Dương, anh thèm. Dương Quan Quan hung hăng trừng mắt, sau đó tức giận quay lưng lại. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khó chịu, lại nghe thấy thư ký Dương yếu ớt nói, em là một thư ký, anh là ông chủ, em còn có thể làm sao bây giờ? Hô hô hô, Tề Đẳng Nhàn nhiệt huyết sôi trào, trời nắng mưa tạnh, nhị đương ra chúng ta lại được rồi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy công phu cao là tốt rồi, thắt lưng này không mỏi, chân không đau, một hơi leo lên đỉnh núi cũng không thở dốc. Sau đó, hiếm khi Dương Quan Quan không thức dậy luyện công vào đúng 5 giờ sáng. Không phải là không muốn, thực sự là không thể. Có điều, Dương Quan Quan vẫn bị Lý Vân Huyền gọi điện thoại đánh thức. Quan Quan, hôm nay sao không tới công ty? Lý Vân Huyền hỏi. À, hôm qua tôi đã uống quá nhiều. Dương Quan Quan đáp lại. Lý Vân Huyền nói, cô đến công ty một chuyến, nhớ gọi họ Tề đến luôn, hướng tổng có nhiệm vụ mới. Nhất định phải do Goku hoàn thành. Tề Đẳng Nhàn nghe Dương Quan Quan kể lại, trong lòng có chút chần chừ. Mặc dù trong lòng hắn đang vô cùng hoảng loạn, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thản nhiên như không có gì nói, vậy chúng ta đến công ty thôi, tôi xem thử nhà tư bản hướng đông tình này lại muốn sắp xếp nhiệm vụ gì. Dương Quan Quan nói xong liền quay về phòng thay quần áo, sau khi đi ra cô ấy đã diện lên người một bộ trang phục rất tinh tế. Ngày thường cô ấy đều mặc đồ thể thao,
khi đến công ty cũng chỉ mặc Âu phục, phối màu trắng đen vô cùng đơn giản. Nhưng hôm nay Dương Quan Quan lại ăn diện hơn hẳn ngày thường, chắc hẳn cô ấy cũng muốn cạnh tranh nhan sắc một chút, mặc dù diện mạo ngày hôm nay của cô ấy không đến mức khiến Hoa ghen liễu hờn nhưng nhìn chung cũng không hề lép vế so với bất kỳ ai. Tề Đẳng Nhàn rất ít khi đến công ty, hôm nay hắn lại đến làm cho các quản lý cấp cao trong công ty rất ngạc nhiên. Tề Tổng, Lý Tổng đang chờ ở phòng họp, ngài ấy nói rằng sau khi ngài đến sẽ bắt đầu cuộc họp ngay lập tức. Phó Minh Tinh vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì vội vàng tiến tới thông báo cho hắn. Được, mau bắt đầu cuộc họp đi, Tề Đẳng Nhàn gật đầu đồng ý. Một nhóm quản lý cấp cao cùng nhau đi đến phòng họp, Lý Vân Uyển đã ngồi chờ sẵn trong đó. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống vị trí của mình, ngáp một cái, vắt chéo chân chuẩn bị nghe Lý Vân Uyển cao đàm khoát luận. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Lý Vân Uyển gật đầu, nói, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Tôi cũng có nhiệm vụ để giao cho mọi người đây. Lý Vân Uyển lấy máy tính xách tay do tập đoàn Guoke tự sáng chế ra, sau một loạt thao tác thì bắt đầu kết nối với máy chiếu, nói, gần đây, chính phủ đang tiến hành đấu thầu xây dựng đường ống khí tự nhiên xuyên quốc gia, đây chính là dự án mà tập đoàn Guoke muốn tham gia. Vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức bùng nổ. Không phải chứ, công ty ta là công ty kỹ thuật công nghệ, phần lớn dự án công ty tham gia đều liên quan đến việc phát triển phần mềm và phần cứng, ngay cả máy tính xách tay mới ra mắt năm nay cũng là sản phẩm đầu tiên hoàn thiện được. Cái này hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của công ty ta, việc xây dựng đường ống khí tự nhiên xuyên quốc gia làm sao Guoke có thể làm được chứ? Hừ, có phải Hướng Tổng vẫn chưa nắm rõ công ty ta đang làm về cái gì đúng không? Các quản lý cấp cao nghe thấy lời Lý Vân Uyển nói xong đều sững sờ, người này người kia bắt đầu thầm thì dỉ tai nhau thảo luận. Tề Đẳng Nhàn nghe xong cũng phải nhíu mày, mặc dù không tham dự vào chuyện quản lý trong công ty nhưng hắn cũng biết công ty Guoke chủ yếu làm về những gì. Nói một công ty kỹ thuật công nghệ tham gia đấu thầu xây dựng đường ống khí tự nhiên có phải hơi quá rồi không? Lý Vân Uyển bình thản nói, tất nhiên Hướng Tổng có kế hoạch riêng của cô ấy, Guoke chúng ta chỉ cần lấy được hạng mục này thôi, nhân tài và trang thiết bị liên quan đến dự án Hướng Tổng đều sẽ lo hết. Vậy thì công ty ta lấy cái gì để cạnh tranh đây? Chẳng lẽ đem cái đầu đi cạnh tranh chắc, nói về hạng mục này, công ty ta hoàn toàn không có ưu thế gì so với các doanh nghiệp khác. Phó Minh Tinh cười khổ, thắc mắc hỏi. Đây không phải là âm dương quái khí gì mà thực sự không có chút sức chiến đấu nào. Lý Vân Uyển đáp lại, vậy phải nhờ vào Tề Tổng thần thông quảng đại của mấy người rồi. Tất cả mọi người ngay lập tức chuyển sự chú ý lên người Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lập tức bày ra vẻ mặt liên quan đếch gì tới tôi. Nhìn tôi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn để tôi đi vận chuyển đường ống? Tề Đẳng Nhàn trợn tròn hai mắt nói. Đầu nguồn của đường ống dẫn khí này ở Tuyết Quốc, nói như vậy anh đã hiểu được chưa? Lý Vân Uyển nghe thấy lời của Tề Đẳng Nhàn bật cười, mở bản đồ thế giới ra, phóng to vị trí của Tuyết Quốc. Sau khi phóng to bản đồ, Lý Vân Uyển dùng ngón tay đánh dấu trọng điểm, nói, đầu nguồn của đường ống dẫn khí là ở đây, ở cao nguyên phía Tây. Tề Đẳng Nhàn nhìn cảnh tượng này mà khóe miệng giật giật, hướng đông tình đúng thật là tư bản chó má mà. Đây không phải là chuẩn bị bòn rút các mối quan hệ của hắn sao? Dù là tập đoàn Hướng Thị hay là tập đoàn Guoke đều không có kinh nghiệm tham gia vào loại hình xây dựng này. Thế nhưng Hướng Đông Tình vẫn cứ muốn can thiệp vào chuyện này, rõ ràng là muốn để hắn dùng đến người tình đầu sỏ ở Tuyết Quốc. Nói thẳng ra là nếu Tề Đẳng Nhàn không dùng quan hệ thì một cọng lông của công trình này Hướng Đông Tình cũng không chạm được. Đây chính là lãnh thổ của Lão Bồ Đào, Tề Đẳng Nhàn nhìn lướt qua bản đồ, sau đó bất lực cười khổ. Những quản lý cấp cao của Guoke vẫn chưa hiểu chuyện gì mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, không biết hắn có thủ đoạn gì mà có thể giải quyết được chuyện này. Tề Đẳng Nhàn thở dài, được, tôi biết rồi, dùng danh nghĩa Guoke để tham gia đấu thầu dự án này đúng không? Lý Vân Uyển gật gật đầu, nói tiếp, đúng vậy. Công trình lần này có thể đạt lợi nhuận lên đến hàng trăm tỷ, hơn nữa tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông Mỹ cũng tham gia, đây chính là cơ hội rất tốt để mở rộng mối quan hệ. Nghe đến tên tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông, những người có mặt trong phòng đều có chút sững sờ. Nhắc đến Mỹ Quốc,
mọi người đều chỉ biết chút ít về những con quái vật khổng lồ như Morgan và Rockefeller, còn đối với người bình thường thì tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông hoàn toàn là một tập đoàn vô danh, còn chưa nghe thấy bao giờ. Thế nhưng, chính tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông này lại liên thủ với tập đoàn Tài chính Boston nâng đỡ một vị tổng thống thành công nhận chức. Vị tổng thống này sau khi nhận chức lại có chút chống đối, cuối cùng người này bị một tay súng bắn tỉa bắn chết khi đang ngồi trong một chiếc xe mui trần. Sau đó tên sát thủ này vẫn không bị bắt, thế nhưng danh tính của người ra lệnh ở phía sau anh ta, không cần nói thì mọi người cũng ít nhiều đoán được là ai. Tề Đẳng Nhàn biết được một chút tin tức nội bộ. Trong lúc nói chuyện phiếm, Killingot, thủ lĩnh của giới sát thủ đã tiết lộ cho hắn rằng tên sát thủ kia là do tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông kia thuê làm việc, thậm chí Killingot còn biết rõ tên sát thủ kia là ai. Tập đoàn Tài chính của Mỹ Quốc tại sao cũng tham gia vào việc này vậy? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nếu như hắn nhớ không nhầm thì công ty mà hắn và Hướng Đông Tình thành lập khi chuyển tài sản sang Mỹ Quốc, tập đoàn Tài chính đầu tiên bọn họ phải tiếp xúc chính là tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông. Tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông Mỹ đã đàm phán một số hợp đồng với nước ta, cung ứng sản phẩm và các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, vậy nên bây giờ người phía trên muốn để cho tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông tham gia vào giai đoạn đầu của công trình. Lý Vân Uyển giải thích. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, chuyện này cũng không có gì là lạ cả, mặc dù hai nước không hòa thuận với nhau lắm, lúc nào cũng cãi nhau, thế nhưng vẫn có một số giao dịch không làm không được. Tề Đẳng Nhàn đáp lời. Vậy nên cần phải tham gia vào dự án công trình này, còn phải gặp mặt tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông. Lý Vân Uyển nói, trên lý thuyết thì là như vậy, tập đoàn Liên minh Tài chính phía Đông chiếm phần nhiều, chúng ta chiếm phần ít. Chậc, tiền của chúng ta lại là do đám người Mỹ quốc này kiếm, đúng là có hơi khó chịu. Tề Đẳng Nhàn mím môi, nói. Cũng được mà, nước ta có thể lấy được kỹ thuật công nghệ tiên tiến, cũng không tính là tổn thất gì. Hơn nữa, xây xong đường ống dẫn khí xuyên quốc gia, dân ta cũng có lợi. Lý Vân Uyển đáp lại. Tề Đẳng Nhàn trả lời, được rồi, vậy bắt tay vào làm thôi. Phó Tổng, vất vả cho cậu, nghiên cứu kỹ một chút, những chuyện khác không cần phải lo. À, đúng rồi, Hướng Tổng chuẩn bị để GUOK hợp tác với ai vậy? Lý Vân Uyển trả lời, là công ty xây dựng mà Thượng Tinh đã đầu tư ở nước ta, không cần lo khó liên hệ được. Người trong công ty đều là người Hoa Quốc, Thượng Tinh chỉ đưa ra một số kỹ thuật và tài liệu. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Lý Vân Uyển ngày càng khôn khéo được việc, phong thái cứ như nữ cường đứng đầu vậy. Cốc cốc cốc. Thư ký của Phó Minh Tinh gõ cửa phòng họp. Nhìn thấy trong phòng hội tụ toàn những cao tầng của công ty, thư ký rụt cổ e dè, sau đó nói, Tề Tổng, Phó Tổng, phu nhân Tôn Dĩnh Thục của Tài Phiệt Thượng Tinh đã đến công ty chúng ta thăm hỏi rồi. Tề Đẳng Nhàn tuyên bố tan họp, sau đó bảo thư ký gọi Tôn Dĩnh Thục đến phòng làm việc gặp mặt. Xin chào Tôn phu nhân. Lý Vân Uyển thấy Tôn Dĩnh Thục thì lập tức tiến đến bắt tay chào hỏi. Tôn Dĩnh Thục khách sáo chào những người có mặt trong phòng họp, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại bị cô ta coi thường. Chuyện này khiến Tề Đẳng Nhàn tức giận nhếch miệng, xem ra quá phụ Tôn này vẫn còn giận hắn, lần trước cô ta giận hắn, đã lâu như vậy mà vẫn chưa nguôi giận sao. Khi Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục không chào Tề Đẳng Nhàn, cả hai không hẹn nhìn nhau cười trên nỗi đau của người khác. Có trời mới biết tại sao Tề Đẳng Nhàn lại không được lòng người như vậy. Xin chào Tôn phu nhân, Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, vươn tay về phía Tôn Dĩnh Thục, cười híp mắt nói. À, xin chào, Tôn Dĩnh Thục thản nhiên đáp một tiếng, đi ngang qua hắn, ngồi xuống ghế sofa. Tề Đẳng Nhàn tức giận trợn trắng mắt. Quá phụ Tôn này, thật đúng là không nể mặt ai. Tôn Dĩnh Thục ngồi xuống, mỉm cười, nói, mọi người đều biết mục đích tôi đến đây, công ty Red Star Construction do tôi đầu tư và nắm giữ cổ phần đang có ý định hợp tác với quý công ty. Tập đoàn GUOK cũng không phải công ty ngành xây dựng, Hướng Đông Tình muốn thò một chân kiếm tiền, đương nhiên phải kéo theo đồng bọn có kinh nghiệm và kỹ thuật vào. Đối tác này, cô ta đã chọn trước, không? Có thể Tôn Dĩnh Thục đã chủ động tìm tới trước. Dù sao, hiện tại tập đoàn Hướng Thị đã quá bận rộn với việc xây dựng cảng nước sâu ở tỉnh Đông Hải và phát triển vùng đất trong thế kỷ mới, làm sao có thể rảnh rỗi để nhúng tay vào một việc như thế. Vấn đề này, Hướng Tổng đã nhắc trước với tôi,
thực lực quý công ty rất mạnh, trình độ kỹ thuật cũng cao nhất, Lý Vân Uyển thản nhiên nói. Tôn Dĩnh Thục biết rất rõ, nếu để Red Star Construction trực tiếp tham gia cạnh tranh, phần lớn rất phí thời gian rồi xong cũng dễ bị đá ra ngoài. Nhưng Tề Đẳng Nhàn có quan hệ ở Tuyết Quốc, thông qua việc hợp tác với công ty hắn cạnh tranh, không còn nghi ngờ gì nữa đây là một lựa chọn tuyệt vời. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười nói, công ty của chúng tôi rất mạnh, về phần lợi nhuận, có phải nên ưu tiên cân nhắc cho chúng ta chút không? Lý Vân Uyển lại lắc đầu nói, Tôn Phu Nhân, bà biết đấy, đây là việc buôn bán ở Hoa Quốc. Nếu ở quốc gia chúng ta, thì đương nhiên chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn chút. Tôn Dĩnh Thục nói, không phải tôi không nộp thuế tiền kiếm được ở Hoa Quốc, hơn nữa, tôi góp nhân lực, công nghệ và vật liệu, không phải là tôi nên nhận nhiều hơn chút sao? Dương Quan Quan cười nói, Tôn Phu Nhân, nếu thực lực quý công ty mạnh như vậy, tại sao không tự mình cạnh tranh? Nhất định phải thương lượng hợp tác với tập đoàn GuOK chúng tôi. Hơn nữa, tập đoàn GuOK của chúng tôi còn cũng chưa nhận được vé tham gia. Những lời này, coi như đã nói chúng tim đen. Tôn Dĩnh Thục muốn lợi dụng Red Star Construction để đàm phán các điều kiện, nhưng chuyện này sao có thể dễ dàng như vậy? Tôi muốn 5 phần, không quá đáng chứ? Tôn Dĩnh Thục hỏi. Cô nghĩ quá rồi, Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, lắc đầu nói. Tôn Dĩnh Thục nghe hắn nói vậy thì cảm thấy không vui, đen mặt nói, vậy ý của anh là gì? Tề Đẳng Nhàn giơ một ngón tay, nói, 10%, không thể nhiều hơn. Trong thời gian thi công, tiền lương của công nhân và vật liệu xây dựng bên cô đều do tập đoàn GuOK chúng tôi chi trả. Công nghệ sao, mua lại một lần, đến lúc đó thì hỏi chuyên gia ước định, nên nhiều nên ít là bao nhiêu? Tôn Dĩnh Thục nghe thấy điều này, cô ta tức giận nói, ồ! Sao Red Star Construction lại trở thành một đội thi công rồi? Tề Đẳng Nhàn nói, nếu cô chê ít, thì có thể. Vào lúc này, một thư ký lại gõ cửa thông báo tin tức. Tề Tổng, bên ngoài có một người tự xưng là trùm tài phiệt thượng tinh, tên là Lý Tuấn Duyên, nói muốn bàn bạc hợp tác với tập đoàn chúng ta. Thư ký dè dặt nói. Trong nháy mắt sắc mặt Tôn Dĩnh Thục xanh mét, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Thị lực của Tề Đẳng Nhàn rất tốt, cho dù chỉ liếc mắt một cái, cũng có thể thấy được sự thay đổi tinh tế này của Tôn Dĩnh Thục, ngay lập tức nói cho cậu ta vào. Không lâu sau một người đàn ông Triều Tiên mặc Âu phục trắng bước vào văn phòng thấy Tôn Dĩnh Thục cũng có mặt ở đây, cậu ta mỉm cười, cũng không ngạc nhiên gì. Ồ, Tôn Phu Nhân cũng ở đây sao? Lý Tuấn Duyên giả bộ không biết cười nói. Lý Tổng cũng tới à, đúng là trùng hợp nha. Tôn Dĩnh Thục nghịch móng tay, thờ ơ đáp lại. Lý Tuấn Duyên quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, chắc hẳn đây là Tề Tổng của tập đoàn GuOK phải không? Tôi là Lý Tuấn Duyên, người thừa kế của nhà họ Lý, trùm tài chính thượng tinh, tôi đến đây để bàn chút chuyện với Tề Tổng. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ, có chuyện gì sao? Lý Tuấn Duyên nói, chắc Tôn Phu Nhân là đến quý công ty để nói chuyện hợp tác của Red Star Construction với tập đoàn GuOK, sau đó đi tham gia vào hạng mục dự án xây dựng đường ống dẫn khí tự nhiên xuyên quốc gia phải không? Tề Đẳng Nhàn không chút do dự gật đầu, mặc dù hắn không giỏi kinh doanh, nhưng vẫn có chút đầu óc. Nếu anh không muốn hợp tác với Tôn Phu Nhân, anh có thể hợp tác với tôi sẽ cho tập đoàn GuOK một cơ hội tham gia vào hạng mục này. Lý Tuấn Duyên cười nói. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, lời nói này tràn đầy sự tự tin. Lý Tuấn Duyên nói, tôi đã từng hợp tác với tập đoàn Dương Thị mấy lần, họ chắc chắn sẽ có tấm vé tham gia, hơn nữa mối quan hệ của tôi với tập đoàn tài chính liên minh phía đông cũng khá tốt. Nếu anh đá bay Tôn Phu Nhân đi, tôi có thể thưởng cho anh một ngụm canh, anh thấy thế nào? Nghe được bốn chữ tập đoàn Dương Thị, sắc mặt Dương Quan Quan trầm xuống. Sao Lý Tổng có thể khẳng định tập đoàn Dương Thị có thể lấy được vé vào hạng mục này? Dương Quan Quan hỏi. Đó là đương nhiên, Dương Ý của tập đoàn Dương Thị có mối quan hệ rất tốt với Tạ Nhĩ Bỉ của tập đoàn tài chính liên minh phía đông. Hơn nữa, tập đoàn tài chính liên minh phía đông cũng cần sự giúp đỡ của một công ty trong nước Hoa Quốc, tập đoàn Dương Thị chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Lý Tuấn Duyên liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt kia như thể đang nhìn một đứa quê mùa không biết gì. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, Lý Tuấn Duyên, cậu quá đáng rồi đấy. Nhưng Lý Tuấn Duyên không thèm nhìn cô ta một chút,
chỉ bình tĩnh nói với Tề Đẳng Nhàn, điều kiện của tôi thế nào. Tôi cho anh uống một ngụm canh ít nhất cũng kiếm được mấy trăm tỷ, còn hơn đi theo Tôn phu nhân nỗ lực lãng phí. Tề Đẳng Nhàn cười nói, anh nói cũng rất có lý, có tiền sao không kiếm chứ? Những lời của Tề Đẳng Nhàn đã khiến Tôn Dĩnh Thục sắp tức nổ phổi, quả nhiên, cái tên này chính là kẻ vô ơn. Ngay cả chó cũng không bằng, người ta cho chó ăn một miếng, ít nhất nó sẽ xông tới vẫy đuôi. Đúng không, đi theo tôi lăn lộn, bảo đảm anh kiếm được tiền, có thịt ăn. Lý Tuấn Duyên cười đắc ý, nói. Sau khi nói xong lời này, Lý Tuấn Duyên nói với Tôn Dĩnh Thục, Tôn phu nhân, đừng nghĩ nữa, trở về thành thật từ chức đi, trùm tài chính thượng tinh, không thích hợp với người đàn bà của gia đình như bà. Lần này nếu bà thua, chắc hẳn bà sẽ không giữ được vị trí của mình. Cũng lợi cho những người vô ơn của nhà họ thôi, còn không tốt bằng theo tôi, ít nhất tôi cũng sẽ thương hại bà. Tôn Dĩnh Thục nghiêm mặt không nói gì, ánh mắt cô ta nhìn Tề Đẳng Nhàn, như thể giết người. Lý Tuấn Duyên quay đầu lại nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, nếu anh muốn vào bàn uống canh với tôi, vậy phải nhanh lên. Gần đây tôi thiếu một người giúp việc anh có thể đến đảm nhiệm. Nếu anh làm tốt, tôi có thể chia cho anh nhiều phần trăm hơn. Anh có bị ngu không? Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt rồi đứng dậy, nhìn Lý Tuấn Duyên, dịu dàng hỏi. Lý Tuấn Duyên ngây một hồi, sau đó hai bên lông mày hung hăng nhíu lại, lạnh giọng nói, anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Đờ em. Tề Đẳng Nhàn dùng một chân trực tiếp giẫm lên bụng của Lý Tuấn Duyên, khiến cho cả người cậu ta ngã xuống đất. Tôn Dĩnh Thục ngây người. Đùa với anh một tí, vậy mà anh đã coi như thật rồi. Tôn Dĩnh Thục và tôi là bạn tốt với nhau, anh muốn làm bẽ mặt cô ấy à? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Lý Tuấn Duyên tức giận nói, anh dám đánh tôi, có tin tôi khiến cho anh nửa đời còn lại ở trong tù hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, được, anh cứ thử xem tôi có dành nửa đời còn lại ở trong tù hay không. Nếu anh không đưa tôi vào được trong đó, tôi sẽ chấp cơ hội giết cả nhà anh đấy. Nói đến đây, hắn nhếch mép cười, hàm răng trắng sáng, trong con người cũng tràn ngập sát khí, quả thực khủng bố đến đỉnh điểm. Bị cao thủ phá vỡ hư không, gặp thần không loạn nhìn chừng chừng như vậy, người nhát gan một chút, chỉ sợ lá gan cũng bị dọa vỡ. Lúc trước Trương Phi hét lên một tiếng, kinh lui quân Tào, Tào tướng sợ đến mức gan vỡ ra mà ngã ngựa. Lý Tuấn Duyên như tiểu ra quần ngay tại chỗ. Cái cây gậy nhỏ tí này, thực sự không biết được cảm giác ưu tú là gì, lại ngày ngày khoe khoang trước mặt tôi. Tề Đẳng Nhàn thu ánh mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng. Tôn Dĩnh Thục trên mặt vậy mà hiện ra một ý cười khó phát hiện ra, nghe được Tề Đẳng Nhàn nói hắn với cô ta là bạn tốt, làm cho cô ta cảm giác khá thoải mái. Có điều, nụ cười ác ý này của Tề Đẳng Nhàn, thực sự khiến cho trái tim cô ta cảm thấy nơm nớp lo sợ, vừa rồi cũng có chút sợ hãi. Được, anh có chí khí đấy. Có điều, anh cứ vậy mà cự tuyệt tôi, vậy thì đừng mong được chia một bát nước trong cái dự án này. Lý Tuấn Duyên nghiến răng nghiến lợi nói, tức không chịu nổi. Cha, anh thực sự có bản lĩnh đấy, cũng coi như anh lợi hại. Nhưng tôi nói cho anh biết, chuyện này không phải là thứ mà anh có thể quyết định được. Tề Đẳng Nhàn bình thản nói. Lý Tuấn Duyên đã từ dưới đất bò dậy, hạ giọng nói, cứ chờ mà xem. Tề Đẳng Nhàn nói, a, đúng rồi, hạng mục này, anh đừng nghĩ tới nữa, anh không có tư cách, còn có cái tập đoàn Dương Thị gì đấy, cũng không có tư cách, đừng tốn công phí sức nữa. Lý Tuấn Duyên chỉ nghĩ Tề Đẳng Nhàn nói suông, cho nên cậu ta đều không để tai đến, quay người và mở cửa văn phòng rời đi. Đóng cửa nhẹ chút, Tề Đẳng Nhàn sắc mặt không chút biểu tình nói. Lý Tuấn Duyên vốn dĩ ban đầu muốn đóng sầm cửa lại, nhưng khi nghe thấy điều này, khuôn mặt cậu ta run lên, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Lý Tuấn Duyên chỉ cảm thấy giận dữ ngút trời, hắn còn chưa từng chịu nhục nhã như thế này đâu đấy. Ông đây cho hắn một ngụm nước uống, đó là đề cao hắn, nếu hắn không có chút cảm kích gì, vậy ngay cả xương thối giữa cũng đừng mong ăn được. Cho rằng ôm chặt đùi Tôn Dĩnh Thục là không có việc gì ư. Cô ta cũng không thể giúp gì được. Lý Tuấn Duyên trong lòng hùng hùng hổ hổ rời khỏi tổng bộ tập đoàn Gú Cu. Lý Tuấn Duyên biết không ít nội tình, sở dĩ đến nơi này,
hoàn toàn là do chán ghét Tôn Dĩnh Thục, thuận tiện ngăn chặn những thứ ngoài ý muốn, để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cuộc đấu tranh nội bộ của tài phiệt Thượng Tinh đã được truyền ra bên ngoài, chẳng hạn như dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên quốc gia lần này là giữa Tôn Dĩnh Thục và Lý Tuấn Duyên. Nếu không, Tôn Dĩnh Thục nói thế nào cũng sẽ không đặt chủ ý lên đầu của ác ma Tề Đẳng Nhàn. Bởi vì cô ta biết rằng, Tề Đẳng Nhàn có mối quan hệ sâu rộng với Tuyết Quốc, những mối quan hệ này đều không thể xem nhẹ, hầu hết một trong số bọn họ đều có thể ảnh hưởng đến dự án này. Sau khi đuổi tên khốn Lý Tuấn Duyên đáng ghét đi, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Tôn Dĩnh Thục, có vẻ như tình hình của cô với tài phiệt Thượng Tinh gần đây không được tốt lắm. Tôn Dĩnh Thục lạnh nhạt nói, cần anh quan tâm sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tiếp tục bàn về chuyện hợp tác đi, cô nắm giữ được 10%, không hơn, chỉ cần dựa theo các điều kiện tôi vừa nói. Vì cô là bạn của tôi cho cô 20%, đủ để cô đối phó với tài phiệt Thượng Tinh. Muốn nhiều hơn thì quên đi, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Tôn Dĩnh Thục im lặng một lúc, một hồi lâu sau, cô ta gật đầu nói, được rồi, 20% thì 20%. Chúng ta hãy làm bản hợp đồng đi, ký luôn bây giờ. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sao lại cảm giác mình bị cậu tư bản lừa vậy? Dự án này tuy mới là giai đoạn đầu nhưng hàm lượng vàng lên tới hàng chục tỷ, 10% chắc chắn không phải là số tiền nhỏ. Đồ ngốc, Lý Vân Uyển bất giác trợn mắt không nói lên lời. Tề Đẳng Nhàn cười nhàn nhã, nói, được rồi, làm hợp đồng, vậy thì là 20%. Dương Quan Quan không nói nhiều, làm tròn nhiệm vụ thư ký của mình, bắt đầu soạn hợp đồng. Trên mặt của Tôn Dĩnh Thục cuối cùng có cảm giác một chút nhẹ nhõm với nụ cười tươi rói. Tập đoàn Dương Thị muốn đi tàu tốc hành của Liên minh phía Đông để kiếm tiền, thư ký Dương, cô nghĩ chúng ta nên làm gì? Tề Đẳng Nhàn quay sang nhìn Dương Quan Quan đang đánh máy, hỏi. Đá bọn họ ra ngoài, sau đó giải quyết tận gốc việc phân chia tài sản, như vậy hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều giá cổ phiếu của tập đoàn bọn họ. Dương Quan Quan ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy biểu cảm này của Dương Quan Quan hết sức âm trầm, da đầu tê dại, người phụ nữ một lòng muốn báo thù này, thật đúng là có chút đáng sợ a. Lý Vân Uyển nói, gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị luôn tăng lên, chắc hẳn chính là bởi vì Dương Ý về nước. Hơn nữa còn nhanh như gió chuẩn bị tham gia xây dựng đường ống dẫn khí xuyên quốc gia. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, đây đích thật là một cơ hội tốt để hạ thấp giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị. Hơn nữa, Dương Quan Quan thừa dịp giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Thị hiện tại đang cao để tiến hành rút tiền dưới đáy, có thể ăn nhiều tiền hơn, giá cổ phiếu giảm rồi lại rút, tiền sẽ ít đi. Chuyện phân chia tài sản này tôi hiểu rất rõ, tôi sẽ làm cố vấn cho cô. Tôn Dĩnh Thục cười nói. Tôn Dĩnh Thục lớn lên từ những cuộc tranh đấu, thôi ra to lớn đến mấy cũng bị chà đạp dưới chân cô. Nếu như họ đưa cổ phiếu thì sao? Dương Quan Quan hỏi. Không thể cung cấp cho chúng ta cổ phần của tập đoàn Dương Thị được. Họ sẽ cho cô rất nhiều tiền mặt và một số công ty con không quan trọng nhưng được định giá không rẻ. Tôn Dĩnh Thục nói. Tại sao lại cho tôi nhiều tiền mặt như vậy? Dòng tiền không phải rất quan trọng đối với một công ty sao? Dương Quan Quan bối rối nói. Tôn Dĩnh Thục lắc đầu nói, hiện tại bọn họ đang tham gia xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên quốc gia, có thể thu được rất nhiều tiền. Vì sự ổn định nội bộ của doanh nghiệp gia đình, bọn họ nhất định sẽ không chia cổ phần cho cô. Vì vậy, thứ nhất là tiền mặt, thứ hai là các công ty con không quan trọng, cũng như một số bất động sản thuộc sở hữu của Dương gia. Sau khi nghe những lời của Tôn Dĩnh Thục, mọi người dần hiểu ra. Dương Quan Quan đã soạn thảo xong bản hợp đồng, sau khi Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục ký vào đó, mỗi người giữ một bản. Cuối cùng thì anh cũng còn sót lại chút lương tâm. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nhận được hợp đồng, tảng đá lớn trong lòng cô ta cũng rơi xuống, cô ta thản nhiên nói với Tề Đẳng Nhàn. Tôi không giống cô, chuyên làm chuyện vong ân bội nghĩa. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, tai của thư ký Dương, hiện tại còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Tôn Dĩnh Thục nghe xong tức giận, tiện nói, tôi đi trước đây, đến lúc đó liên lạc. Tề Đẳng Nhàn lười biếng nói, không tiễn. Tôn Dĩnh Thục đi tới cửa bỗng nhiên, quay đầu lại, thản nhiên cười hỏi, Tề Tổng, đùi tôi có thơm hay không?
Tề Đẳng Nhàn trong nháy mắt cảm thấy sau đầu bị bốn con dao y hệt nhau găm vào, lạnh toát. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn âm thầm chửi mắng Tôn Dĩnh Thục, hôm đó không phải cô ta là người đã cưỡng ép kéo người khác lên giường để trốn tránh sao? Hơn nữa, trên giường lúc đó có nhiều chỗ lộn xộn như vậy, lỡ hôn chút ở chân thì có sao? Lý Vân Uyển cười tít mắt, hỏi ơ, bà Tôn nói câu này là có ý gì vậy? Dương Quan Quan cũng nói, hình như có người hôn phải chân của cô ta. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, thản nhiên nói, ha ha, Tôn Dĩnh Thục đang muốn lấy oán báo ơn thôi, dậu đổ bìm leo cũng không phải lần một lần hai, cứ mặc cô ta muốn nói thế nào thì nói, chúng ta hà cớ gì phải quan tâm. Nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên như không của hắn, hai người còn lại sững sờ. Khi Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan ở gần nhau, trong lòng họ đều hiểu rõ, hiếm khi nào nhắc tới Tề Đẳng Nhàn. Nhưng nếu Tôn Dĩnh Thục dám gây ra chuyện tày trời như vậy, nòng súng của hai người họ đều sẽ không kiêng nể gì mà chĩa vào cô ta. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ như không có gì xảy ra của Tề Đẳng Nhàn khiến hai người nghi ngờ, chẳng lẽ đây thật sự là thủ đoạn hòng gây ra sự chia rẽ của Tôn Dĩnh Thục sao? Những nhà đầu tư này đều thích gài mìn dưới chân ông đây, nóng lòng muốn ông đây bị nổ chết đấy mà. Tất cả đều là con tê tê phải không? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn sớm đã cực kỳ tức giận, nói không chừng lần sau gặp lại quá phụ Tôn, chưa cần thiết phải mở lời chào, hành động đầu tiên phải là đánh cho cô ta tỉnh ra mới được. Tề Đẳng Nhàn nhìn Lý Vân Uyển, hỏi, tình hình bây giờ của mẹ em thế nào rồi? Giờ Giang Sơn Hải rất hống hách, bà ấy có thể chịu đựng được không? Lý Vân Uyển nghe vậy thì trả lời, bây giờ mẹ em vẫn chỉ bám đuôi hắn ta thôi, khi nào trở mặt, chẳng phải còn để xem thử ý của Tổng Giám Đốc Tề thế nào sao? Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói, hãy để Giang Sơn Hải nhảy trước, khi gần nhảy xong, sẽ xử lý anh ta sau. Dù sao thì, vẫn còn vài ngày trước khi hội nghị Long Môn ở thành phố Thượng Hải diễn ra mà. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đi làm việc của họ, trong khi Tề Đẳng Nhàn dành thời gian rảnh rỗi để bắt cá trong văn phòng, đúng là nhiều người đùn đẩy cho nhau rồi cũng sẽ có ngày hỏng việc. Khi rảnh rỗi và buồn chán, hắn sẽ lướt những mục yêu thích trong điện thoại của mình, mở những video và hình ảnh bụi bặm trong đó ra xem. Đinh đong! Khi đang xem một đoạn video ngắn về người mẫu dưới trướng của Giang Khuynh Nguyệt mặc trang phục xuyên thấu, một tin nhắn được gửi đến. Một số khoản vốn quan trọng của tập đoàn Trần Thị đã bắt đầu rút khỏi thị trường Hoa Quốc, trong khi đó, ô tô Dailu không còn hoạt động nhiều. Tin nhắn được Trần Ngư gửi đến, đi thẳng vào vấn đề cần được chú ý. Lần trước Trần Liệt gặp phải sự cố ngoài ý muốn, tập đoàn Trần Thị đã bị chụp một chiếc nồi khổng lồ, cả tập đoàn Nam Dương Trần Thị bị đẩy vào tình thế bị động, cho dù có muốn giải oan cũng không phải là dễ. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn và những người khác cùng nhau bảo vệ Trần Liệt và đưa anh ta trở lại Nam Dương an toàn. Sau đó, những kẻ muốn đối phó với Nam Dương Trần Thị tất nhiên sẽ không thể ngồi yên, lập tức tung ra một loạt những đòn kết hợp. Tề Đẳng Nhàn cau mày, suy ngẫm ý cô là, ô tô Dailu có thể bị nhắm đến và từ đó gây ảnh hưởng lên tập đoàn Hướng Thị sao? Trần Ngư trả lời, chính xác là vậy, triển vọng của ô tô Dailu ở Hoa Quốc theo tôi thấy hiện giờ thì không được khả quan lắm. Thế nên, ngài cần yêu cầu Tổng Giám Đốc Hướng chuẩn bị thật mọi thứ sẵn sàng. Tề Đẳng Nhàn nghĩ ngợi một hồi rồi nói, yên tâm đi, hầu hết tiền vốn của tập đoàn Hướng Thị đã được chuyển đến nước Mỹ. Hơn nữa, tôi cũng đang dần chuyển nhượng tài sản của mình, chuyển tất cả tài sản đứng tên tôi sang tên của Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan. Tất nhiên, Tề Đẳng Nhàn hiểu rất rõ về hoàn cảnh của mình, nếu không, có lẽ hắn sẽ không thể sử dụng thẻ ngân hàng của Cổ Tân Ti nữa. Đó là bởi vì hắn biết. Một khi người nhà họ Triệu muốn gây rối thì chắc chắn họ sẽ hành động nhanh chóng khiến cho đối thủ không kịp trở tay, tất nhiên việc đóng băng toàn bộ tài sản của hắn đối với họ không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Bao gồm cả tập đoàn Thiên Lãi, Hướng Đông Tình và hắn đều đang phải hoạt động bí mật và một khi trời đất sụp đổ, ít nhất họ cũng không phải lo lắng về việc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thật xin lỗi quá, là tôi làm liên lụy đến mọi người, để mọi người phải chịu khổ rồi. Trần Ngư lộ ra vẻ mặt đầy bất lực. Không sao, chúng ta là bạn bè, nếu như thật sự cảm thấy áy náy, thì hãy gửi mấy tấm ảnh Trương Thiệu Kiệt qua cho tôi. Tề Đẳng Nhàn ôn tồn nói.
Trần Ngư ngay lập tức gửi hai bức ảnh qua. Không có trang điểm, không cần núp bóng filter máy ảnh, Trần Ngư có thể xem là người phụ nữ mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Bức ảnh selfie này còn cố ý tạo dáng, để Tề Đẳng Nhàn không thể rời mắt khỏi cô ấy. Một trong số đó có bức ảnh selfie cô ấy một tay cầm kính, tay kia đặt lên và cắn nhẹ vào môi, người ta hay đồn đoán cô ấy là chuyển kiếp của Tô Đát Kỷ, số ít người lại không tin vào điều đó. Khá thật, quả nhiên người đeo kính vẫn là đẹp nhất. Tề Đẳng Nhàn ngay tức khắc lưu vào trong thư mục yêu thích bụi bặm, sau đó trả lời. Tôi gửi mọi người phương thức, Trần Ngư vẻ mặt tươi cười đáp. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lên trang web Google tìm giải đáp, hắn nói tôi đưa mọi người phương thức là có ý gì. WDNMD, tôi sẽ hành bạn, ngôn ngữ Hoa Quốc luôn uyên thâm như vậy. Tề Đẳng Nhàn không quên hỏi Trần Ngư về tình hình của người yêu cũ Từ Ngạo Tuyết. Nói đến Từ Ngạo Tuyết, Trần Ngư vì muốn để cho hắn an tâm, bèn nói rằng Từ Ngạo Tuyết ở Nam Dương như cá gặp nước, thường ra vào dinh thự nhà những quan lại quyền quý, tổ chức nhiều bữa tiệc cấp cao và những người được mời thường là những người mang quyền cao chức trọng. Thậm chí hắn còn đem con trai của một quan chức quân sư thừa kế gia sản gia đình ra chơi đùa và quay anh ta mòng mòng, nghe lời như một con chó, nếu hắn bảo là đi về phía đông thì anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ dám đi về phía tây. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có gì đó không ổn nên liền hỏi, tôi không bị phát hiện đấy chứ? Trần Ngư đáp lại, tôi không biết, nếu ngài bị phát hiện thật thì tôi sẽ mua 1 vạn phát súng về bắn để ăn mừng. Tề Đẳng Nhàn trừng mắt tức giận, đồng thời, hắn cũng nắm bắt được những thông tin về sự thay đổi của Từ Ngạo Tuyết. Trước đây, cô ta chắc chắn sẽ xem nhẹ mọi thứ rồi bất chấp dùng nhan sắc làm vũ khí quyến rũ người khác, nhưng sau khi bị một Tề Đẳng Nhàn dẫm xuống bùn, cô ta đã thay đổi hoàn toàn phong cách khi làm việc. Nói chung, để đạt được mục đích của mình, cô ta không có giới hạn nào cả, có những việc trước đây xem nhẹ, và lại còn không biết xấu hổ thì bây giờ cô ta đã thay đổi hoàn toàn, khi làm việc rất chăm chỉ và nhanh nhẹn. Từ sự việc của Dương Tĩnh đã có thể thấy được thái độ thay đổi của Từ Ngạo Tuyết, để trả thù Dương Tĩnh, cô ta không ngại mà phá bỏ toàn bộ danh tiếng của mình. Sau khi trò chuyện với Trần Ngư xong, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên gọi cho Hướng Đông Tình. Đã nhiều ngày không gặp dường như có chút lạ lắm, hơn nữa, Hướng Đông Tình với hắn chỉ toàn nói chuyện công việc, khi nói đến việc riêng tư y như rằng sẽ tự động chuyển sang cái khác. Sức khỏe của A Phúc không có chuyển biến tốt, đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến tâm trạng của Hướng Đông Tình trở nên phiền muộn. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết rằng nếu mất đi A Phúc người thân duy nhất, thế giới của Hướng Đông Tình rốt cuộc sẽ biến thành màu sắc gì nữa. Trong công ty bây giờ, đúng lúc Tề Đẳng Nhàn đang vô cùng chán nản thì nhận được điện thoại của Ngọc Tiểu Long, nói rằng muốn bàn bạc với hắn về chuyện sổ sách. Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu sau khi nghe vậy, Hồng Thiên Đô là do hắn đánh chết, bà Hà vì thế đã đưa sổ sách cho hắn, nhưng nói thật là hắn không có bất kỳ sự tham gia nào vào cái việc đấy cả. Bây giờ hẳn là những người bên phía Ngọc Tiểu Long đang trao đổi bảng kết quả, sau đó chắc chắn họ sẽ thông báo cho hắn. Nhưng nếu Ngọc Tiểu Long đã tự mình gọi tới, vậy thì hắn hiển nhiên phải đi một chuyến rồi. Không lâu sau, Tề Đẳng Nhàn đã đến đạo quán Thiên Hành Kiện do Ngọc Tiểu Long chỉ định để gặp cô. Khoảnh khắc Tề Đẳng Nhàn bước vào võ đường, Ngọc Tiểu Long nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cặp mày của cô nhướng lên. Nếu chỉ nhìn qua như vậy, thoạt nhìn Tề Đẳng Nhàn trông không khác một người thường, khí lực trên người hắn rất ít, không có bất cứ khí lực nào của người luyện võ. Lại còn mang đến cho người ta cảm giác hệt như một chàng thư sinh chân yếu tay mềm. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long còn có giác quan thứ 6 nhạy bén, cô cảm thấy khí chất trước và sau khi Tề Đẳng Nhàn tiến vào võ đường có phần không giống nhau. Sau khi nghiêm túc đánh giá Tề Đẳng Nhàn một hồi lâu, Ngọc Tiểu Long vẫn không nói gì. Sao vậy, được diện kiến gương mặt đẹp trai của tôi làm cô không nói nên lời à? Tề Đẳng Nhàn xoa xoa cằm, giọng điệu có chút đắc ý. Anh đạt đến kiến thần rồi. Lúc này Ngọc Tiểu Long mới mở miệng nói, đôi mắt cô tràn đầy kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, ngày đó tôi giết một người họ Diệp tên Chi Huyền ở thành phố Kinh Đảo, còn phải chịu đòn từ 4 cao thủ, sau khi trở về ngồi thiền định đả thông tư tưởng, cuối cùng đã đột phá bình cảnh. Sau khi Ngọc Tiểu Long nghe được những lời này, sắc mặt của cô trở nên phức tạp. Cảnh giới quyền pháp như vậy,
người khác sao có thể không ngưỡng mộ. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn thong thả đi trước cô như thế khiến cô có chút không cam lòng. Võ giả ai cũng có quyết tâm muốn giành thắng lợi, dù Ngọc Tiểu Long biết công lực của bản thân không bằng Tề Đẳng Nhàn, nhưng cô vẫn muốn chạm tới cảnh giới này trước hắn một bước. Cảnh giới này có gì khác? Ngọc Tiểu Long không nhịn được hỏi. Khống chế toàn bộ cơ thể, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, chỉ khi đạt tới cảnh giới này mới có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình. Ngọc Tiểu Long nói, vậy anh đấu tay đôi với tôi đi, tôi muốn thử xem công lực của anh như thế nào. Vừa nói xong, cô đứng thẳng dậy, thân hình thon thả cao gầy vươn ra với hai chân để trần và điều chỉnh tư thế thái cực quyền. Tề Đẳng Nhàn nói, võ công không phải tu tiên, cảnh giới quyền pháp không đại diện cho vạn vật, nó chỉ giúp tăng trưởng thể chất. Nếu không chăm chỉ luyện võ, vẫn có thể bị áp đảo. Tề Đẳng Nhàn từ từ đứng dậy, hai tay một trước một sau, đặt ở trước người, hai ngón chân cái móc vào trong và bám xuống mặt đất hệt như chân gà. Ngọc Tiểu Long hít một hơi thật sâu, đột nhiên cô thở ra, trong nháy mắt, cơ thể phóng như bay về phía trước. Cô luân phiên di chuyển bằng hai chân, nhanh đến mức những gì nhìn thấy chỉ còn là dư ảnh. Chớp mắt một cái đã đi được 3 mét. Khi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long bật nhảy lên một bước, cô dồn trọng tâm cơ thể về phía trước và tung ra nắm đấm. Với một chiêu này, cô không hề thủ thế, chỉ bùng nổ công lực. Lợi hại, Tề Đẳng Nhàn nhìn một chiêu này của Ngọc Tiểu Long, trong mắt như hiện lên ánh sao, hắn cảm nhận được quyền pháp của cô lại có tiến bộ. Một chiêu vừa nãy, thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế nội lực của Ngọc Tiểu Long là từ dọc sống lưng dồn vào, nói dễ hiểu hơn thì cô đã vận động toàn bộ xương sống của mình. Tề Đẳng Nhàn không định dùng cứng trọi cứng với Ngọc Tiểu Long, mà dùng thủ đoạn nhu hòa, khẽ co cổ tay lại rồi nhẹ nhàng mượn lực. Ngọc Tiểu Long cũng không nói nhiều, cô vung cánh tay còn lại ra, trong nháy mắt đã đụng vào tay Tề Đẳng Nhàn trên không trung. Hai người bắt lấy cổ tay của đối phương, cơ thể run lên như bị điện giật, nhìn sơ qua không khác gì mấy người lớn tuổi khiêu vũ ở quảng trường. Nhưng ngay giờ phút này, khí huyết trong cơ thể hai người kích động, giống như sóng lớn vỗ bờ, sông lớn cuồn cuộn. Từng luồng ám kình, hóa kính, đan kính dâng lên cuồn cuộn và va chạm với nhau. Đây là một cuộc đọ sức về cảm nhận sức mạnh. Hai người cùng chạm vào sức mạnh của đối phương, sau khi chạm đến điểm cốt lõi là đã có thể tóm lấy họ và ném ra ngoài. Kiểu đấu tay đôi này dù có dùng toàn lực cũng không dễ làm đối phương bị thương. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Tiểu Long trở nên căng cứng, đôi môi cô hơi mím lại, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, mang lại cảm giác như uy quyền của nữ hoàng. Ngọc Tiểu Long đã cảm nhận rõ nội lực khủng bố phi thường của Tề Đẳng Nhàn, mỗi lần hắn bộc phát cô đều phải dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ, chỉ cần hơi lơ là một chút chắc chắn sẽ bị hắn hất bay. Đây là cơ thể đã đột phá hư không kiến thần của sao? Quả nhiên là rất khủng bố. Ngọc Tiểu Long thầm lo sợ trong lòng, nhưng cũng càng có suy nghĩ muốn phân cao thấp, cô khẽ gầm một tiếng, hạ bả vai xuống, hai tay run rẩy giữ chặt cổ tay Tề Đẳng Nhàn, muốn ném hắn đi. Tề Đẳng Nhàn vốn định thẳng tay ném Ngọc Tiểu Long đi, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt chứa đầy ác ý, cảm giác giật mình truyền đi khắp người ngay lập tức. Sau đó Tề Đẳng Nhàn bị Ngọc Tiểu Long ném ra ngoài, cơ thể bay vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Tay phải hắn chống trên mặt đất, cả người lộn ngược ra sau rồi vững vàng đứng dậy. Ngọc Tiểu Long kinh ngạc, sao cô có thể ném Tề Đẳng Nhàn ra ngoài? Nhưng lại thấy Tề Đẳng Nhàn đang nắm chặt tay, liên tục nói những lời khen ngợi, quả nhiên Ngọc Tướng Quân rất giỏi, danh bất hư truyền, khả năng cảm nhận sức mạnh này tôi không bằng cô, không hổ là người vẫn luôn luyện thái cực quyền. Ngọc Tiểu Long ngạc nhiên, sau đó cô xoay người. Rời ánh mắt thì thấy một dáng người cao gầy đang đi đến từ cửa. Người đi tới mặc một bộ đồ thể dục rộng thùng thình, cao khoảng 1m7, tóc dài xóa tự nhiên trên vai, khuôn mặt xinh đẹp. Nghiêm Mộc Long, Ngọc Tiểu Long nhíu mày, lạnh lùng nói, hiển nhiên là cô không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở U Đô. Vừa mới nãy Tề Đẳng Nhàn cảm nhận được ánh mắt ác ý đến từ Nghiêm Mộc Long, khiến cơ thể hắn căng thẳng, cùng lúc đó. Hắn cố ý che giấu sự lúng túng của mình, để Ngọc Tiểu Long ném hắn văng ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn cũng nhìn về phía Nghiêm Mộc Long và đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, tuy cô gái này mặc bộ đồ thể dục rộng thùng thình,
nhưng từ động tác cơ thể và thân hình, hẳn là có dáng người cân đối, hơn nữa, e là hàm lượng cơ bắp không kém gì đàn ông. Đặc biệt là đôi tay đang buông thõng bên đùi kia, không hiểu sao lại trông thanh tú một cách bất thường, nhìn sơ qua có vẻ không giống tay của người luyện võ. Ví dụ như tay của Dương Quan Quan, trước khi luyện võ thì mềm mại êm ái, nhưng mới luyện khoảng 1-2 tháng đã trở nên thô cứng, lòng bàn tay đầy vết chai. Ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng không nhịn được buông lời cợt nhả rằng sẽ không dạy loại võ công cần dùng tay cho cô ấy. Nghiêm Mộc Long, một trong ngũ long hoa quốc của chúng ta. Không nghĩ đến người đó lại là một cô gái. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút kinh ngạc. Nghiêm Mộc Long cười cười rồi nói, xem ra tôi đến không đúng lúc lắm, không nghĩ là hai người đang đấu tay đôi. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói, Nghiêm Mộc Long, cô không hiểu quy củ sao? Không có sự cho phép của người khác, lại lén nhìn họ luyện võ, tỉ thí chính là muốn kết thù chuốc oán. Nghiêm Mộc Long nói, ngại quá đi, tôi không cố ý mà, chỉ bằng tôi mời hai vị ăn một bữa. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, không cần ăn, bản chất đạo quán thiên hành kiện là chiến bộ dành cho người sử dụng. Nghiêm Mộc Long hơi gật đầu, đáp, vẫn là Tề chuẩn tướng biết nói lý. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long thờ ơ, hai mắt quét qua Nghiêm Mộc Long một lúc sau đó không nói chuyện nữa. Nghiêm Mộc Long lại nói với Tề Đẳng Nhàn, tôi vừa đến đã nhìn thấy Tề chuẩn tướng bị Ngọc tướng quân ném văng đi, xem ra công phu của Tề chuẩn tướng không mạnh giống như lời đồn đại. Một mình anh đánh chết Hồng Thiên Đô thật à? Sao tôi không tin được một chút nào vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô muốn biết, muốn tôi nói cho cô nghe không? Nghiêm Mộc Long đáp, muốn chứ. Bởi vì Hồng Thiên Đô nói trong ngũ Long Hoa Quốc có người tên Nghiêm Mộc Long ngu hết phần thiên hạ, tôi nghe xong đã bừng bừng tức giận, không nhịn nổi, biến thành siêu Saiyan đệ tam đập cho ông ta một trận. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Ngọc Tiểu Long suýt thì bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn chọc cho cười chết, chắc cũng chỉ có hắn mới có thể tỏ vẻ chững chạc đàng hoàng nói ra những lời lẳng lơ. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói, khuôn mặt của Nghiêm Mộc Long vốn đang tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lùng. Gọi là Đàm Tiếu Hữu Hồng Nho, vãng lai vô bạch đinh. Câu thơ trong Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích, ý nói nơi người học thức đang nói chuyện không có bóng dáng của kẻ tầm thường. Bên cạnh Nghiêm Mộc Long phần lớn đều là người ăn nói có chừng mực, riêng tên Lưu Manh Tề Đẳng Nhàn này mở miệng ra chỉ toàn những lời thô bỉ. Nghiêm Mộc Long lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh nói chuyện không có đầu óc à? Tề Đẳng Nhàn lười nhác đáp lại, trước kia cô nhìn lén tôi và Ngọc Tướng Quân, tôi còn không so đo, giờ cô còn muốn khiêu khích tôi, chẳng lẽ tôi còn phải mời cô uống chén rượu à? Nghiêm Mộc Long tiếp lời, ồ, anh có vẻ bản lĩnh đấy nhỉ, không bằng đánh với tôi một trận đi. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nói, được, làm giấy khai tử trước được không? Để Ngọc Tướng Quân làm nhân chứng luôn. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói muốn làm giấy khai tử, Nghiêm Mộc Long lập tức nhíu mày lại. Ý định ban đầu của cô ta là khiêu khích một chút để Tề Đẳng Nhàn ra tay với nàng, thử thăm dò bản lĩnh thực lực của đối phương. Nhưng đâu có ngờ Tề Đẳng Nhàn cũng đáo để quá, mới đó đã muốn chơi trò khai tử. Cao thủ đứng đầu như Hồng Thiên Đô còn không phải đối thủ, huống hồ gì lần trước Tạ Cuồng Long cũng đã thua thảm, cỡ cô còn lâu mới đánh chết được Tề Đẳng Nhàn. Làm sao, không dám à? Dù sao thì nắm đấm cũng không có mắt, đánh nhau thể nào chẳng thương. Tôi sợ mình thu tay không kịp nên làm trước giấy khai tử để phòng hờ thôi, đến lúc quan trọng còn có cái giữ lại. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói, trưng ra bộ dạng vô hại. Nghiêm Mộc Long hừ một tiếng, loại chuyện nhảm nhí này rõ ràng chẳng đáng tin chút nào. Mơ đi, tôi là cấp trên của anh, đánh với anh còn phải làm giấy khai tử, để lộ ra ngoài lại không hay. Nghiêm Mộc Long tự tìm cho mình một đường lui. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nói, xem ra cô chưa nhìn thấy tôi biến thành Super Saiyan 3 rồi. Nghiêm Mộc Long cũng không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người rời đi. Trước khi đi, sự lo lắng bỗng xẹt qua đáy mắt của cô, hôm nay cô ta vốn định chấp thời cơ thăm dò kỹ lưỡng nhưng không ngờ tới việc Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không cho cô cơ hội. Nếu ký giấy khai tử thì có thể đánh một trận. Nhưng lỡ như Tề Đẳng Nhàn thực sự đánh chết cô thì chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Tên này cũng chẳng ngông được bao lâu đâu, Nghiêm Mộc Long nghĩ thầm. Triệu Huyền Hoàng đã bày ra kế hoạch,
nhưng dù sao cũng bắt đầu từ Lục Chiến Long nên bắt buộc phải xem xét cẩn thận, kiểm tra những chỗ thiếu sót, không được để lại bất kỳ manh mối nào, nếu không một khi đã lộ ra ngoài thì không ai có thể chịu trách nhiệm. Sau khi đợi Nghiêm Mộc Long rời đi, trong mắt Ngọc Tiểu Long bỗng lóe lên một ánh mắt kỳ lạ, nói tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, đất Ma Đô mây gió tụ họp, cô ta xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng có gì là lạ. Có điều lần này cô ta tới chắc chắn không ý gì tốt cả. Ngọc Tiểu Long thắc mắc, sao anh biết? Lúc nãy tôi cảm nhận được cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn sát khí. Mặc dù hạng cao thủ như thế có thể che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng khả năng thần giao cách cảm của tôi cũng tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, sao mà giấu được tôi? Chẳng lẽ là nhắm vào anh sao? Ngọc Tiểu Long suy đoán. Có gì ngạc nhiên đâu, cô ta vốn là người của nhà họ Triệu mà, vừa rồi cố ý khiêu khích để thăm dò tôi thôi. Ngọc Tiểu Long hỏi, thế nên hồi nãy anh cố tình để tôi ném ra ngoài sao? Tề Đẳng Nhàn đáp lại, cũng có thể cho là vậy, dù sao người này cũng mang ý thù địch với tôi không thể để cô ta nắm thóp được. Mặc dù Nghiêm Mộc Long rất mạnh, nhưng nếu một chọi một chắc chắn sẽ bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết. Trung Hoa có 5 con rồng, tôi đã gặp 4 con, một con rồng còn lại là ai thế? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Người đó tên là Triệu Đồ Long, chủ chốt của nhà họ Triệu. Ngọc Tiểu Long nói. Tề Đẳng Nhàn nói, thật kỳ lạ, tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Ngọc Tiểu Long tiếp lời, chẳng có gì lạ, anh ta tài giỏi nhưng thành đạt muộn, thời niên thiếu không có danh tiếng gì, hơn nữa đấy còn chẳng phải tên thật. Tên thật là Triệu Ứng Long, Triệu Đồ Long mãi sau này mới đổi. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không nhịn được cười. Ngọc Tiểu Long thấy thế thì hỏi, anh cười cái gì? Muốn chém Triệu Đồ Long thật đấy, chỉ sợ đó là con rồng của cô thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, nhìn Ngọc Tiểu Long bằng ánh mắt không hề tốt đẹp. Cứ cho là vậy đi, Ngọc Tiểu Long hừ nhạt một tiếng. Tề Đẳng Nhàn nói tiếp chuyện hồi nãy chậc, Trung Hoa có 5 con rồng. Mấy người khác đều có 3 con rồng cùng một phái, Lục Chiến Long lại là người trung lập. Chỉ có cô là một mình một thuyền, nhìn kiểu gì cũng thấy bất lợi. Ngọc Tiểu Long đáp lại, thật ra Tạ Cuồng Long không được tính là người của bọn họ, hắn ta được thế lực Hồng Bang nâng đỡ, mặc dù hai phe có hợp tác một chút nhưng đều không đồng lòng, ai cũng có mục đích riêng của mình hết. Thế nhưng dù sao anh cũng đánh chết Hồng Thiên Đô rồi, tuy ông ta là kẻ phản quốc nhưng đã từng cũng là người của Hồng Bang. Đó là lý do Tạ Cuồng Long vừa nhìn anh đã thấy ngứa mắt. Tề Đẳng Nhàn trưng vẻ mặt đắc ý, nói thái độ với tôi thì có ích gì hả, rõ ràng vẫn phải gọi tôi một tiếng đại ca đó thôi. Ngọc Tiểu Long bất lực trước sự kiêu ngạo của hắn. Ở chung lâu như vậy, cô thừa biết tính nết của con hàng này, khen một tiếng đã muốn bay lên trời rồi. Tất nhiên cô không khen hắn thì hắn cũng tự tâng bốc bản thân. Không thể tin được một người khiêm tốn như Tề Bất Ngữ và người dịu dàng như Triệu Tư Thanh lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Võ công của Triệu Đồ Long như thế nào? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Ngang hàng với chúng ta, thực sự không có khả năng giao đấu. Hơn nữa thực lực của tên đó rất cao, thủ đoạn cũng quỷ dị và đa dạng. Ngọc Tiểu Long nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thấy hơi tò mò, quỷ dị và đa dạng á. Ngọc Tiểu Long giải thích. Tên đó học được cách sử dụng từ một sát thủ cổ đại, vậy nên anh ta có rất nhiều thủ đoạn. Anh biết nhẫn tông của Kiệt Bành Quốc không? Trong tay có kiếm, đạn khói, thổi hỏa tiễn các loại. Tề Đẳng Nhàn gật gù. Ngọc Tiểu Long nói tiếp, nhẫn tông của Kiệt Bành Quốc lúc mới thành lập đã bắt chước thích khách cổ đại của Trung Hoa. Triệu Đồ Long học những thứ đó để cùng hắn ta đối địch, vừa phải dè chừng võ công, vừa phải cẩn thận những mánh khóe của hắn. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng. Cười nói, tôi còn một vấn đề muốn hỏi. Ngọc Tiểu Long đáp, nói đi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, giờ mà chém hắn ta thì có tạo ra được Đồ Long đao không? Ngọc Tiểu Long lập tức câm nín, tạo ra Đồ Long đao hay không thì cô không biết, nhưng cô biết có đập nát miệng của Tề Đẳng Nhàn cũng không tạo ra được lời nào tốt đẹp. Đạo sĩ 15 chó, tất cả đi ngang. Pháp sư khống chế mạnh, đóng băng vĩnh cửu. Lực lượng di chuyển lên cao, biến ra biển lửa lớn gấp 10 cho tôi. Tề Đẳng Nhàn khoa tay múa chân. Ngọc Tiểu Long không nhịn nổi đành bật cười ra tiếng. Cô cười không dừng được, đến mức eo phải thắt lại.
Tề Đẳng Nhàn nhìn Ngọc Tiểu Long đang cười ngặt nghẽo thì cười nói, tôi đùa chút thôi mà. Ngọc Tiểu Long sắp cười ra nước mắt, lắc đầu trả lời, anh chọc cười tôi thành công rồi đấy. Tôi phải nói cho cô một bí mật, Tề Đẳng Nhàn cau mày nói. Hả? Năm đó, chiếc nhẫn tê liệt của cặn bã là do tôi tạo ra. Ngọc Tiểu Long vừa mới nghiêm túc lại phụt cười một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rất thú vị, chọc cười Ngọc Tiểu Long giống như chọc Tôn Dĩnh Thục tức điên lên vậy. Tôn Dĩnh Thục là người đứng đầu nắm quyền điều hành tài phiệt Thượng Tinh, là người có lòng dạ ham muốn công danh lợi lộc cao cho nên Tề Đẳng Nhàn rất thích chọc giận cô ta, nhìn thấy bộ dáng cô ta tức đến mức thở hổn hển, hắn liền thấy vui. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tôn Dĩnh Thục không nhắc đến vũ lực, dễ dàng khơi mào tranh chấp giữa hắn cùng với Taekwondo. Ngọc Tiểu Long cũng không phải người tùy tiện, xưa nay cực kỳ nghiêm túc, bất luận làm việc hay là nói chuyện đều có chừng mực, hơn nữa sắc mặt lúc nào cũng nặng nề, nên rất ít khi thấy khuôn mặt cô ấy nở nụ cười. Ha, Triệu Đồ Long nổ Đồ Long đao, Ngọc Tiểu Long cười đến mức bụng có chút đau, cuối cùng là trở lại bình thường, lại bị một câu nhẫn tê liệt của Tề Đẳng Nhàn chọc cô lại ôm bụng cười tiếp. Tề Đẳng Nhàn cũng là nhịn không được bật cười lên, hơi hơi gật gật đầu. Cảm thấy bản thân có thể chọc cười Ngọc Tiểu Long, không thể nghi ngờ gì hơn ngoài việc hắn có cảm giác thành tựu. Ngọc Tiểu Long khí thế xoa xoa hai gò má của mình, cảm thấy cười như vậy, đúng là hình tượng của mình khi này có chút không phù hợp. Sau một lát xoa nhẹ, cuối cùng cũng không cười nữa. Cảm ơn, đã lâu rồi tôi không cười vui vẻ như vậy. Ngọc Tiểu Long nói. Võ công cùng tâm tình cũng rất quan trọng, hơn nữa. Cô cười lên không phải cũng xinh đẹp sao? Tề Đẳng Nhàn hai chân mở ra, ngồi ở trên sàn nhà, hai tay để ở sau chống đỡ thân thể, lười biếng mà nói. Còn lại Ngọc Tiểu Long thì khoanh chân ngồi xuống, nói, được, không vui đùa nữa, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Thấy Tề Đẳng Nhàn muốn nói, Ngọc Tiểu Long liền nhíu mày nói, hắn ta không nổ Đồ Long đao nên anh đừng hỏi. Tề Đẳng Nhàn trợn tròn hai mắt xem thường. Hắn muốn nói chuyện chính sự kia mà, kết quả lại bị Ngọc Tiểu Long nói như vậy. Ngọc Tiểu Long nói, đây là danh sách chúng ta cần chuẩn bị thanh toán, anh xem thử xem. Tề Đẳng Nhàn lười biếng duỗi tay ra lấy, nói, không cần xem, tôi xem nhất định sẽ không hài lòng, đa số các người không thèm nghe ý kiến của tôi, nói nhiều cô lại không vui, có cái gì vui đâu đâu. Ngọc Tiểu Long ngẩn người, lắc đầu nói, mọi việc dù sao cũng phải tiến hành nhanh chóng đi kèm chất lượng. Một miếng ăn có thể nào thành một người mập mạp. Chu Nguyên Chương thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, cứng rắn như thế, không giống với việc quản không được mấy con chuột thuộc hạ bên dưới sao. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cô nói có đạo lý đấy, tôi cũng biết mà. Ngọc Tiểu Long trực tiếp cất danh sách đi, Tề Đẳng Nhàn nếu không muốn xem, vậy nhất định sẽ không xem. Nói như vậy, cuối cùng thì anh là đang khi không mà ngừng ở giữa trận đấu sống chết, đột phá bình cảnh của mình. Nhung phá cửa cũng cần phải có một cơ hội hoặc là cảm ngộ đúng không? Ngọc Tiểu Long rời đi đề tài nói chuyện, cô ta đối quyền pháp cảnh giới hiện tại của Tề Đẳng Nhàn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Mục đích của việc tỉ thí đến chết là áp bức thể năng cùng khí quan cực hạn, quan trọng hơn là hiểu được mỗi một lần khi ra quyền. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Cô cần đi lĩnh hội mỗi một trận tỉ thí. Xem từ các trận tỉ thí tìm được thứ có thể làm linh quang của cô chợt lóe chiêu thức cùng với việc cảm nhận được quyền pháp của bản thân. Chú ý tới mấy thứ này sẽ tăng tâm cảnh của cô lên, sau đó sẽ đem lại cho cô vô hạn tiếp cận quyền pháp bên trong thần. Tề Đẳng Nhàn vừa nói, một bên này ngưỡng đầu, nói thấy thần, là thấy quyền pháp thần, tinh thần thần, cùng với thân thể thần. Tôi thường xuyên nhìn lên sao trời, không chỗ nào kính sợ, trên thực tế lại có điều kính sợ. Ngọc Tiểu Long nghe ra được, những lời này của hắn mang theo chút ý châm chọc, giống như là đang nói cô vì quyền lực mà trở lên khó khăn. Cái này làm cho cô ta có chút bất mãn. Vì thế hãy cho tôi thấy tinh thần, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Thân thể thượng thần sao? Cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội, mỗi một lần vận chuyển khí huyết, khi lực đạo mỗi một quyền đánh ra, mỗi một tư thế khi triển khai. Thật ra đều là ở cùng thân thể thượng thần linh khai thông. Ngọc Tiểu Long nghiêm túc mà nghe xong tất cả những gì hắn nói, hỏi, Hồng Thiên Đô cách cảnh giới như vậy, còn có bao xa? Tề Đẳng Nhàn nói, ông ta đã rất gần kề, chỉ tiếc, vẫn là chết ở trên tay của tôi.
Ngọc Tiểu Long thở dài, một nhân tài như ông ta vậy mà chết, quả thực đáng tiếc, ông ta để lại video, cho tôi gợi ý rất lớn. Gần đây tôi luyện quyền, từ đó mà hấp thu không ít tinh túy. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi cũng như vậy, ông ta là một kỳ tài, kết hợp thiền pháp đem cơ bắp lớn thứ hai trong thân thể con người mở rộng huấn luyện tới tình trạng này, đúng là độc nhất vô nhị. Nếu là trước kia, kim trung cháo của Tề Đẳng Nhàn, thiết bố sam phải chẳng cũng sợ lợi hại gấp vài lần, cũng tuyệt đối không dám chống sau lưng chịu được một kích cùng lúc của bốn người cao thủ. Nhưng sau khi hắn dùng tới tuyệt kỹ của Hồng Thiên Đô, liền có sức mạnh như vậy, hơn nữa còn tiếp tục sản sinh tiếp. Nói như thế, nhà họ Triệu thiên phạt, sợ là cũng đã thấy thần không xấu. Ngọc Tiểu Long nghiêm trọng nói. Cô ta là một kỳ tài, có một số người sinh ra chính là thiên phú dị bẩm, điểm này so ra thì rất hiếm. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ mà cười cười, cô ta tiện tay ra một quyền, vách tường sụp đổ. Sức mạnh như thế quả thực đã vượt quá sức người bình thường. Ngọc Tiểu Long nhịn không được hỏi, anh đã cùng cô ta đọ sức sống chết, đều ở đỉnh thì ai có thể thắng. Tề Đẳng Nhàn nói, loại chuyện đánh nhau này, khó mà nói trước được. Chẳng qua, tỷ lệ tôi chiến thắng vẫn là lớn chút, dẫu sao tôi là đàn ông. Đàn ông sức lực sinh ra đã nhiều hơn so với phụ nữ, xương cốt cũng cường tráng hơn, mà mấy chuyện đánh nhau thì vẫn là có ưu thế hơn. Ngọc Tiểu Long gật gật đầu, lời này quả thật không sai chút nào. Nói cách khác, trên thế giới này cũng sẽ không xuất hiện loại phụ nữ như Vịnh Xuân này là người sáng lập ra quyền pháp, vì có cơ hội thuận lợi nghênh ngang trốn tránh khuyết điểm. Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Ngọc Tiểu Long đứng dậy, nói, hôm nay nghe xong nhiều lời vàng ngọc của anh như vậy thì chắc cần phải cảm ơn rồi. Cô chí khí quá cao đây không phải chuyện tốt, Tề Đẳng Nhàn đứng dậy đi theo. Còn nhân tiện đánh giá một câu. Ngọc Tiểu Long nghe xong cảm thấy khó chịu, cười lạnh nói, không phải chỉ là xé hôn thư của anh thôi sao, đâu đến nỗi mang thù như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta, sau đó hơi hơi mỉm cười, nói, nếu nói cô là vua trong thể năng của loài người thì tôi đây chính là tu hành đắc đạo trong thể năng của loài người, có khác biệt rất lớn so với người bình thường. Bây giờ chúng ta, cũng không phải là người của cùng một thế giới. Xa cách một năm, Tề Đẳng Nhàn trả lại những lời này của Ngọc Tiểu Long. Sau đó Ngọc Tiểu Long khóe miệng vừa kéo, thế mà lại tức giận rồi. Tề Đẳng Nhàn ha hả cười, nói, huề nhau nhá. Anh đánh thắng được Gia Đặc Lâm sao? Ngọc Tiểu Long đi tới cửa, ngồi xuống mang giày, không lý do hỏi một câu. Hừm, một phút đồng hồ 6.000 phát kia là biểu diễn sao? Thiên Vương Lão Tử đến đây cũng đã bị đánh chết. Tề Đẳng Nhàn sỉ vả, liên tục lắc đầu. Lần sau nói chuyện nhớ là khách khí một chút, bất cứ lúc nào tôi có thể xách hai cái tới đây. Ngọc Tiểu Long mang giày vào, chân đạp mạnh một cái, cười lạnh nói. Biểu tình của Tề Đẳng Nhàn cứng đờ, trời ạ, bụng dạ hẹp hòi có cần như vậy không? Cho phép cô ta nói không được thì hoàn trả đúng không? Lúc sau Ngọc Tiểu Long đi đến ra cửa, đội lên đầu một cái mũ lưỡi chai. Thuận tiện mang theo một chiếc mắt kính không tròng, hơi giả dạng thay đổi cách ăn mặc một chút. Cô ta ở Hoa Quốc cũng coi như là người có tiếng tăm không quá lớn cũng không quá nhỏ, hơi chút là tin tức phía chính phủ lại nói, vẫn là có thể nhận diện cô ta. Biết quán cơm này là ai mở không? Ngọc Tiểu Long đưa Tề Đẳng Nhàn tới một tiệm cơm mới mở, quay đầu hỏi. Tôi cũng không biết, Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu. Bạch Liễu. Ngọc Tiểu Long có chút sở khóc sở cười nói. Tề Đẳng Nhàn nghe xong sửng sốt, Bạch Liễu bị hắn đâm vào mắt dẫn đến bị mù, xem như phế đi, hiện tại, lại có thể mở ra tiệm cơm. Trong trận chiến đánh giá của Tề Đẳng Nhàn, cả bốn vị giám khảo đều bị hắn đánh cho tàn tật cả. Cho dù Hoa Đà có sống lại, đời này bọn họ có lẽ cũng không thể nào trở lại đỉnh cao. Tên quán cơm là Ngày Mai, cái tên này, ít nhiều làm nổi bật tâm trạng hiện tại của Bạch Liễu. Ngọc Tiểu Long cùng Tề Đẳng Nhàn đi vào, tùy tiện tìm đại một chỗ ngồi xuống, sau đó gọi đồ ăn. Sau khi món ăn lên bàn, Ngọc Tiểu Long nói, nếm thử xem. Tề Đẳng Nhàn cũng không khách khí, cầm đũa gấp ăn một miếng cá xạo trước, hương vị ngon, rất vừa miệng. Sau đó, hắn lại thêm một muôi canh gà, không mặn không nhạt, mùi vị thật sự rất tuyệt. Tiếp theo là lần lượt thử mấy món ăn trên mặt bàn,
dù sao thì Ngọc Tiểu Long cũng không giống Lục Chiến Long, cô luôn gọi thêm nhiều món ăn, chủ yếu đều là những món dầu đạm ít béo. Hương vị này có thể nói là đỉnh nhất đấy, Bạch Liễu mời được một đầu bếp giỏi à? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói. Ngọc Tiểu Long lại lắc đầu, nói, Bạch Liễu là đầu bếp chính. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên hỏi, không phải cô ấy bị tôi đâm mù rồi sao? Thế mà vẫn nấu ăn được. Ngọc Tiểu Long nói, cô ấy không tự mình bắt tay vào làm, chỉ là hướng dẫn thôi. Tay nghề nấu nướng của cô ấy vốn đã không tệ, sau khi bị anh chọc mù thì lại tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy điều này cũng có lý. Bạch Liễu mắt mù, võ công có thể luyện, nhưng luyện xong cũng vô dụng, chỉ có thể thấy được hư không mà thôi. Sau chuyện này, có lẽ cô ấy đã chuyển trọng tâm sang việc học nấu ăn. Hai người vừa mới ăn vài miếng, Bạch Liễu đã đi ra. Trên mặt cô đeo một cái kính râm dày cộp, không thể nhìn thấy đôi mắt dưới chiếc kính. Cô như nhìn thấy được hai người họ, quen đường đi tới bên cạnh bàn ăn, nói, Tề sư phụ, món ăn của tôi vẫn hợp khẩu vị ngài chứ? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, không tệ, cô không hạ độc đấy chứ? Bạch Liễu không nhịn được cười ha ha nói, mặc dù anh chọc mù tôi, nhưng tôi cũng chẳng ghi hận anh, nếu tôi là người luyện võ, hơn nữa đã cùng anh tỉ thí, thì bất cứ giá nào tôi cũng chấp nhận. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, về điểm này thì Bạch Liễu thật sự rất rộng lượng, còn có thể mạnh hơn trăm lần so với Tạ Cuồng Long. Tôi muốn giới thiệu món bắp cải luộc này cho hai người, tôi học được từ một đầu bếp Quốc Yến. Bạch Liễu chỉ vào một món ăn trên bàn nói. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, nói cô vẫn có thể nhìn thấy. Bạch Liễu lắc đầu nói, hai tròng mắt đã nổ tung cả rồi, nhìn thấy được cái gì chứ? Mặc dù tôi mất thị giác, nhưng khứu giác lại nhạy bén hơn. Tề Đẳng Nhàn gắp một miếng bắp cải vào miệng, rất ngon miệng, mang một chút vị ngọt đặc trưng của rau và mùi súp, rất độc đáo. Hắn vừa định nói khen ngợi, thì cửa quán cơm đột nhiên bị đá văng ra. Sau đó, có một nhóm người bước vào. Bạch Liễu, cái con ả tiện nhân này, cô thế mà cũng có hôm nay. Dẫn đầu là một người đàn ông chừng 30 tuổi, sau khi nhìn thấy Bạch Liễu, lập tức nở nụ cười gằn, lớn tiếng nói. Văn Xương Võ, Bạch Liễu sau khi nghe được giọng nói này, khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ giọng gọi tên đối phương. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút khó chịu, đang ăn vui vẻ, lại có tên ngốc nào đó tới tìm phiền toái, hơn nữa bắt nạt Bạch Liễu bị mù lòa, tính chuyện gì. Lúc trước Bạch Liễu chưa mù thì không có người tới gây sự, bây giờ mù rồi lại có người thừa cơ tới hãm hại sao? Bạch Liễu bị anh chọc mù, ân oán giang hồ của cô ấy, anh cũng nên giúp một tay. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chuyện này liên quan quái gì đến tôi? Chẳng qua đồ ăn hôm nay rất ngon, tôi rất thích. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm đáp. Văn Xương Võ cười lạnh bước lên phía trước nói, mù. Ông trời có mắt, lúc cô đánh gãy chân tôi, là có người đối phó với cô. Bạch Liễu lạnh lùng nói, Văn Xương Võ, lúc trước anh học công phu làm mấy việc sằng bậy, ức hiếp người khác. Tôi chỉ là thay cha mẹ sư phụ anh dạy dỗ anh mà thôi, chẳng lẽ anh vẫn cho rằng mình làm đúng? Văn Xương Võ nói, cá lớn nuốt cá bé, đấy là cạnh tranh tự nhiên. Tôi học võ công, mạnh hơn người khác, sao lại không thể bắt nạt bọn chúng? Nếu cảm thấy không phục, bọn chúng cũng có thể học. Bạch Liễu lạnh giọng nói, lúc trước tôi không nên chỉ đánh gãy một chân của anh, mà là nên đấm chết anh luôn. Để anh sống đúng là tai họa của nhân gian. Đúng là một sự sỉ nhục lớn, cũng làm hỏng thanh danh sư phụ anh. Đáng tiếc nhỉ, nhưng cô làm gì không có cơ hội nữa. Vì cô bị mù. Hiện tại, cô chính là một khối bùn đất, tôi muốn nhào thế nào thì nhào đấy. Chấm than. Sau khi Văn Xương Võ nghe Bạch Liễu nói như vậy, cười ha hả nói, hôm nay tôi đập phá cửa hàng của cô, đánh gãy hai chân cô. Xem như là tôi báo thù. Sắc mặt Bạch Liễu âm trầm, không nói gì. Văn Xương Võ lạnh lùng quát mọi người trong quán, cút đi, còn định ở lại chỗ này hóng chuyện tới khi nào hả? Những thực khách nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Văn Xương Võ cùng với việc hắn mang theo nhiều người như vậy run lên, lập tức đứng dậy rời đi. Lúc trước khi mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy, sao lại không thấy anh đến báo thù nhỉ? Văn Xương Võ, tính cách anh không nhưng không tốt, mà còn nhát gan nữa. Suy cho cũng chỉ là một kẻ hèn hạ ức hiếp kẻ yếu mà thôi.
Bạch Liễu cười khinh thường, tuy rằng cô mù, nhưng vẫn khinh bỉ tên cặn bã văn xương võ này. Khi mắt cô còn có thể nhìn thấy, tôi đương nhiên là không dám đến rồi, nhưng ai bảo cô bị mù chứ? Ông đây chính là muốn ức hiếp người mù đấy, thì sao? Văn xương võ cười to nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cùng Ngọc Tiểu Long còn đang ăn cơm, nhướng mày, sải bước đi tới. Vừa rồi tôi nói, các người không nghe thấy sao? Còn không mau cút đi. Văn xương võ giận dữ quát, đưa tay nâng mặt bàn lên, chuẩn bị học anh quả đen xốc bàn lên. Tay Tề Đẳng Nhàn khẽ ấn xuống bàn, bịch một tiếng, mặt bàn giống như bị một tòa thái sơn đè lên, không hề nhúc nhích. Văn xương võ cảnh giác lui về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, nói, à. Tôi đang nói sao con ả mù lòa chết tiệt này vẫn có thể kiêu căng như vậy, ra là mời cao thủ tới giúp. Bạch Liễu bình tĩnh nói, chuyện giữa chúng ta tự mình giải quyết, không nên liên lụy đến người khác. Tề Đẳng Nhàn ngược lại cười đứng lên, hỏi tôi khiêu khích anh sao, vừa tới đã muốn lật bàn. Chẳng lẽ không biết, tôi còn chưa ăn no sao? Văn Sương võ híp mắt nhìn, cười lạnh nói, anh định thay Bạch Liễu nhận mối thù này. Tề sư phụ, Bạch Liễu mở miệng muốn nói cái gì đó. Đừng nói, thù này tôi nhận giúp cô. Để tôi xem cái tên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này có bản lĩnh gì. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Hắn cũng không ưa đức tính của tên Văn Xương Võ này, lúc Bạch Liễu đang yên đang lành không dám tới gây chuyện, biết người ta bị mù lập tức tới hãm hại. Hơn nữa, một bàn đồ ăn ngon này, muốn lật bàn đuổi người ta đi. Thật sự coi mình là anh ô nha à. Ha ha ha, bốc phét cũng giỏi đấy nhỉ. Anh đã dám nhận thù oán này của tôi và Bạch Liễu. Vậy phải chuẩn bị đánh thành kẻ tàn phế đi. Văn Xương Võ cười lạnh nói. Tuy Bạch Liễu mù nhưng vẫn có sự cứng cỏi của quân nhân, tuyệt đối không phải dạng người sẽ khuất phục trước cái ác. Huống hồ, năm đó Văn Xương Võ làm bậy làm bạ nên bị cô đánh gãy chân, rồi trục xuất khỏi sư môn. Hiện tại tuy cô không mạnh bằng lúc trước nhưng muốn cô cúi đầu trước người như vậy thì quả thực so với bị giết còn khiến cô khó chịu hơn. Nhưng cũng may là Tề Đẳng Nhàn đồng ý tiếp quản sườn núi này. Hơn nữa, cô biết rất rõ bản lĩnh của Tề Đẳng Nhàn thuộc hạng khủng bố. Đồ không biết sống chết, vậy hôm nay cho tôi xem anh có bản lĩnh gì, để xem anh có tư cách tiếp quản sườn núi này hay không. Văn Xương Võ nói, dậm chân xuống đất tạo ra tiếng động lớn, dáng vẻ chuẩn bị ra tay. Tề Đẳng Nhàn đứng im, giơ tay phải lên vẫy nhẹ với Văn Xương Võ. Nhìn thấy đối phương làm ra động tác miệt thị như vậy, Văn Xương Võ không khỏi sững sờ, rồi nhanh chóng nổi giận. Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân, sức lực như sấm sét, bước một bước lớn đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vung tay đánh thẳng một quyền về phía cằm Tề Đẳng Nhàn. Văn Xương Võ cũng coi như thuộc hàng cao thủ, nhưng người đối mặt với hắn lại là Tề Đẳng Nhàn, một nhân vật mà trình độ quyền pháp đã đạt đến mức gặp thần không sợ. Michael dựa vào bóng rổ hoàn thành quá trình chuyển đổi từ người sang thần. Mà Tề Đẳng Nhàn lại là thông qua quyền pháp mà hoàn thành quá trình chuyển biến đó. Nếu anh đã ức hiếp Bạch Liễu mù thì tôi sẽ chọc mù mắt anh, để anh cùng cô ấy đánh một trận công bằng. Tề Đẳng Nhàn lùi về sau một bước, né tránh một quyền này. Chuyện cười, chỉ bằng anh. Văn Xương Võ không khỏi cười to, sau khi đánh trượt một quyền thì xoay nửa người lại. Đánh một quyền đến huyệt thái dương của Tề Đẳng Nhàn. Hắn ra tay hung ác, mỗi một chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm, hoàn toàn không biết nương tay là gì. Tề Đẳng Nhàn thuận tay che một bên tai, dễ dàng gạt bỏ nắm đấm của Văn Xương Võ, ngay sau đó bước một bước lên phía trước, rồi nhanh như chớp vung tay phải ra ngoài. Từ đầu đến cuối Ngọc Tiểu Long đều quan sát động tác của Tề Đẳng Nhàn, cô muốn nhìn kỹ quyền pháp ở cảnh giới này sẽ có thay đổi như thế nào. Rắc. Một tiếng vang giòn. Trong miệng Văn Xương Võ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ôm mặt điên cuồng lui về phía sau. Nhìn kỹ thì thấy giữa những cái ngón tay hắn có máu tươi không ngừng chảy ra. Ngọc Tiểu Long không khỏi trừng lớn mắt, chiêu chọc mắt vừa rồi chính là chiêu thức thất tinh thế trong Thái Tổ Trường Quyền, dùng ngón tay thăm dò, ba rẽ bốn quạt, trực tiếp luồn qua bàn tay đang che mặt của Văn Xương Võ. Rồi nhanh như chớp đâm vào trong hốc mắt hắn. Bạch Liễu tuy không nhìn được nhưng có thể nghe thấy, cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thống khổ tới cực hạn của Văn Xương Võ.
Cô biết Tề Đẳng Nhàn vừa mới làm theo lời đã nói trước đó, chọc mù mắt Văn Xương Võ. Thuộc hạ của Văn Xương Võ nhìn thấy một màn này cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trong cảm nhận của bọn họ, Văn Xương Võ là tồn tại cực kỳ dũng mãnh, một thân công phu cao làm người khác sợ hãi, chỉ thuận tay chém xuống cũng có thể chặt đứt cả sắt. Nhưng một người mạnh mẽ như vậy khi giao đấu với Tề Đẳng Nhàn được hai chiêu đã trực tiếp bị chọc mù mắt. Chấm than. Bây giờ anh có thể quang minh chính đại khiêu chiến Bạch Liễu, tôi tuyệt đối không nhúng tay. Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Ngọc Tiểu Long không khỏi nhìn lướt qua ngón tay hắn, phát hiện trên đó không dính một giọt máu. Khí như lưới lớn, thân như lá sen, một khi ra sức, mưa cũng không thể rơi xuống, đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới gặp thần cũng không sợ ư. Khí huyết vận chuyển toàn thân không có khuyết điểm gì, Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Văn Xương Võ đau đến ngã xuống mặt đất, liên tục quay cuồng, trong miệng còn không ngừng giận dữ hét lớn, anh dám chọc mù mắt tôi, anh có biết tôi là thuộc hạ của ai không? Tôi nhất định phải giết anh. Chỉ cho anh đến khách sạn của người khác gây sự, muốn chặt hai chân người ta, lại không cho người ta phản kích sao? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đáp lại. Văn Xương Võ thấp giọng quát, gọi điện thoại cho Viên lão đại. Ngọc Tiểu Long nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng cô vẫn ngồi ngay ngắn không di chuyển như cũ, yên lặng uống một ngụm trà xanh. Bạch Liễu thở dài, nói, Văn Xương Võ, nếu tôi là anh, hiện tại sẽ lập tức mang người cút khỏi đây, như vậy còn có thể giữ lại cái mạng. Văn Xương Võ ôm hai mắt, cười gằn nói, Bạch Liễu, cô đừng hòng dọa tôi. Hôm nay hai người, nam tôi muốn giết chết cho cá mập ăn, nữ thì đưa thẳng đến Điện Bắc làm gái điếm. Bạch Liễu không nói tiếp, thật sự là lời hay không khuyên được quỷ đáng chết. Bán Ngọc Tiểu Long đến Điện Bắc làm gái điếm, cho dù là Lão Thiên Vương đến đây phỏng chừng cũng không dám nói ra lời này. Tề Đẳng Nhàn có chút nhàm chán nói, muốn ồn ào thì cút đi chỗ khác, đừng phiền ông đây ăn cơm. Văn Xương Võ cũng coi như là anh hùng không sợ thiệt trước mắt, biết mình đã gặp phải cao thủ, coi như nghẹn chết cũng phải nhịn xuống, nếu bây giờ còn tiếp tục khiêu khích thì có thể bị đánh chết. Lập tức để thuộc hạ đỡ ra ngoài. Bạch sư phụ, kế tiếp cũng không còn chuyện của cô đi trước đi, miễn cho đến lúc đó chúng ta chăm sóc không chu toàn. Ngọc Tiểu Long ở phía sau đặt nhẹ chén trà lên mặt bàn, nhàn nhạt nói. Bạch Liễu gật đầu, chắp tay nói, hôm nay xảy ra chuyện như vậy thật sự xin lỗi. Tôi bây giờ là một người mù, nào có thể làm được chuyện gì, Ngọc Tướng lĩnh thứ lỗi. Sau khi nói xong lời này cô thật sự lui xuống. Tề Đẳng Nhàn không khỏi tò mò nhìn Ngọc Tiểu Long, nói cô chuẩn bị tiếp quản sườn núi còn lại. Đã giải quyết Viên lão đại kia. Hôm nay tôi mời anh đến đây ăn cơm là vì chuyện này. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, tin tức Bạch Liễu bị anh chọc mù mắt cũng là tôi truyền đi. Tề Đẳng Nhàn nghe xong nhếch khóe miệng, sau đó cười lạnh nói, không ngờ cô cũng đen tối như vậy. Quả thực là giống với Hướng Đông Tình, đúng là đồng đội heo. Ngọc Tiểu Long nói, làm việc, đầu tiên phải dùng đầu óc. Có thể thoải mái giải quyết thì vì sao phải làm cho mọi chuyện phức tạp hơn? Anh nói có phải hay không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi bĩu môi. Ngọc Tiểu Long nói, có lúc phải hiểu mượn lực đánh lực. Thái cực quyền mà, không phải chỉ dùng để đánh người, cũng có thể dùng trên phương diện cuộc sống. Tề Đẳng Nhàn nói, thật có lý, tôi không có lời nào phản bác. Tôi thấy cô mới là bậc thầy phá vỡ hư không, đạt cảnh giới gặp thần không sợ. Ngọc Tiểu Long không nói gì cầm lấy đôi đũa, bắt đầu gắp rau. Tề Đẳng Nhàn cũng cầm đũa gắp rau, nhưng lại bị Ngọc Tiểu Long dùng đũa đẩy ra. Đợi đến khi Ngọc Tiểu Long gắp một miếng thịt nạc, Tề Đẳng Nhàn chọc đũa qua đẩy lên, tách đôi đũa của cô ra, kẹp lấy miếng thịt trên không trung. Hai người lấy đũa làm kiếm. Trực tiếp đấu qua đấu lại trên bàn cơm. Vừa rồi tôi đã xem quyền pháp anh dùng, chính là chiêu thức của Thái Tổ Trường Quyền, nhưng phương thức phát lực rất độc đáo. Ngọc Tiểu Long buông đũa, nghiêm túc nói. Tới cảnh giới này rồi thì tất cả đấu pháp đều xuất phát từ tim, đấu pháp cũng không tồn tại phương thức cố định. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, trả lời. Ngọc Tiểu Long có chút đăm chiêu, Tề Đẳng Nhàn nhân cơ hội này càn quét bàn ăn, lấp đầy bụng. Lượng protein và đường hắn cần bây giờ thực sự có thể so với vận động viên thể hình hàng đầu.
nhưng hết lần này đến lần khác không biết vì sao thân hình hắn hấp thu nhiều dinh dưỡng như vậy cũng không trở nên cường tráng, ngược lại so với lúc trước còn gầy hơn một chút, đúng là phản khoa học. Ăn cơm xong, Ngọc Tiểu Long nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt bên ngoài. Dưới sự sắp xếp của Bạch Liễu, tất cả người trong nhà khách ngày mai đều đã rút sạch để tránh không bị liên lụy. Tề Đảng Nhàn và Ngọc Tiểu Long vẫn như cũ, ngồi nhàn nhã trên điếu ngư đài. Điếu ngư đài, nhà khách của Trung Quốc. Văn Xương Võ lại đi vào nhà khách một lần nữa, đi trước hắn còn có một người đàn ông chưa tới 30 tuổi, cả người khoác một bộ Âu phục màu đen, trên sống mũi đeo kính không gọng, nhìn qua tương đối trẻ tuổi. Đại ca, chính là tên xúc sinh này đã chọc mù mắt em, hơn nữa, trước đó em đã xem qua rồi, người phụ nữ bên cạnh hắn nhan sắc không tệ, nhất định có thể bán được giá tốt. Văn Xương Võ nghiến răng nghiến lợi, dựa vào trí nhớ hất đầu về phía bàn của Tề Đảng Nhàn, lớn tiếng nói. Lời còn chưa dứt đã có mấy chục người đi vào trong nhà khách, từng người một trong số họ lần lượt rút súng ra, họng súng đen kịt nhắm thẳng vào Ngọc Tiểu Long và Tề Đảng Nhàn đang ngồi trên bàn ăn. Tề Đảng Nhàn nhìn về phía họ, hung hăng híp mắt lại nhìn, khá lắm, thoáng cái đã móc ra nhiều đồ chơi hàng ngoại như vậy, đây không phải là có ý đồ gì với bọn hắn đó chứ. Người trẻ tuổi được Văn Xương Võ gọi là đại ca viên nhẹ nhàng đỡ góc kính của mình, chậm rãi đi tới, thản nhiên hỏi, không biết anh là ai mà lại đánh đàn em của tôi thành ra như thế này vậy? Tề Đảng Nhàn nhếch miệng, cười nói, có chuyện gì nói thì từ từ bỏ súng xuống rồi nói, bị nhiều súng như vậy chĩa vào cùng một lúc khiến tôi sợ lắm đó nha. Đại ca viên lại cười nói, không dám, tôi có biết một chút về người luyện võ, nghe nói tất cả bọn họ đều có thể tránh được đạn rất tốt. Nếu như phải đối phó với họ với tay không tấc súng thì người sợ hãi là tôi mới phải. Hắn ta trực tiếp đi tới bên cạnh Ngọc Tiểu Long, nhẹ nhàng đưa tay nâng mũ lưỡi chai của cô nàng lên. Ngọc Tiểu Long không có một chút kháng cự nào. Mũ lưỡi chai bị nhấc lên hơn nửa, đại ca viên cũng thấy rõ khuôn mặt của Ngọc Tiểu Long, vô cùng hài lòng nói chậc, quả thật là rất tiềm năng nha. Hơn nữa, nhìn mặt mày có phần giống với nữ chiến thần Hoa Quốc của chúng ta. Quá nửa khả năng là có thể bán được giá cao ngất ngưỡng đấy. Trên mặt Ngọc Tiểu Long có đeo kính, trước khi ra ngoài còn lo xa mà cải trang một ít, thậm chí hiện tại cô còn làm ra dáng vẻ hoảng sợ nên thật sự rất khó để nhận ra thân phận thật của cô ấy. Từ trước đến nay Ngọc Tiểu Long luôn xuất hiện trước mặt người khác với bộ dạng lạnh lùng, tự tin, làm sao có thể nhìn thấy loại cảm xúc tiêu cực này trên mặt cô ta. Bây giờ mới biết sợ hãi ư? Đại ca viên cười cười. Hỏi. Cảm xúc sợ sệt đương nhiên đều là giả vờ, ở khoảng cách gần thế này, nếu muốn Tề Đảng Nhàn và Ngọc Tiểu Long hoàn toàn có thể giết chết hắn ta trong tích tắc. Chẳng qua đại ca viên cảm thấy mình mang theo nhiều người và súng như vậy đã đủ tạo thanh thế khiến cho hai người không dám làm loạn. Tề Đảng Nhàn ho khan một tiếng, nói, đại ca viên, anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào, muốn ra tay ra sao đây? Đại ca viên lại lắc đầu. Nói, anh đánh mù hai mắt đàn em đắc lực của tôi đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng thương lượng để giải quyết. Đi thôi, đến địa bàn của ta, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Ngọc Tiểu Long nghe vậy liền giả vờ run rẩy nói, chuyện này không liên quan gì đến ta, có thể thả tôi ra trước được không? Tề Đảng Nhàn cảm thấy người phụ nữ này không đi tham gia tranh cử Oscar quả thực có chút đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất phải nói là quá tuyệt vời. Như vậy không được đâu. Trước hết chúng ta phải bàn bạc rõ ràng đã rồi mới có thể đưa ra quyết định được. Lão đại viên cười ha hả nói. Hắn ta cũng là người cẩn thận, hơn nữa, Tề Đảng Nhàn nếu đã tiếp được sống núi của Bạch Liễu, vậy chắc chắn là người có chút năng lực. Chẳng qua, nếu như phải đến địa bàn của hắn ta, vậy thì kết quả thế nào còn phải coi lại. Tề Đảng Nhàn thở dài, nói, được rồi, bên anh có nhiều người với súng như vậy, bọn tôi dù muốn cũng không đấu lại. Đành theo ông đến chỗ của ông để nói chuyện vậy. Đại ca, nhất định phải giết chết tên này rồi vứt xác cho cá mập ăn. Văn Xương Võ hét lớn. Tất nhiên rồi, đại ca viên cười cười, sau đó quay đầu hướng về phía một tên đàn em làm động tác gật đầu. Tên đàn em này cũng hiểu ý, tiến lên đỡ Văn Xương Võ, nói anh Văn, em dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra trước, mọi chuyện ở đây đã có đại ca giải quyết ổn thỏa. Anh không cần phải lo lắng gì cả đâu. Văn Xương Võ cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo người kia rồi rời đi.
Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cũng có chút ớn lạnh, tên đại ca viên này thật đúng là một tên tâm cơ tàn nhẫn, chỉ là không biết có lai lịch gì mà đáng để Ngọc Tiểu Long tự mình đi câu con cá như thể là một con cá lớn thế này. Văn Xương Võ đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho mù mắt chỉ với hai chiêu, chắc chắn là đã phế, giữ lại cũng chẳng còn ích lợi gì. Tên đại ca viên làm cái nghề này, không bao giờ thấy ánh sáng, càng nhiều người biết lại càng nguy hiểm, giữ lại một thằng đệ đã phế chẳng có tác dụng gì, nếu vứt bỏ còn có thể để lộ thông tin ra ngoài, vẫn nên dứt khoát xử trảm để tránh hậu họa về sau thì hơn. Chẳng qua thể loại rác rưởi như Văn Xương Võ, chết cũng đáng. Tề Đẳng Nhàn cũng không rảnh quan tâm mấy đến mạng chó của hắn, quá vụn vặt. Đi thôi hai vị, mời, đại ca viên thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long có chút không cam lòng đứng dậy, đi theo đại ca viên ra ngoài, đám người bên cạnh hắn ta đều luôn đặt tay sẵn trên súng để phòng hai người tấn công bất cứ lúc nào. Cả hai bị kéo lên ngồi trên một chiếc xe tải, hai tay súng phía sau dùng súng dí sát vào ghế ngồi, chỉ cần bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng tuyệt đối sẽ nổ súng không chút do dự. Uy lực của đạn còn đủ để xuyên thủng ghế ngồi, bắn chết hai người đang ngồi phía trước ngay tức khắc. Ha ha, hai người phối hợp cũng rất ăn ý. Tốt lắm, đại ca viên quay đầu lại, mỉm cười nói. Sau đó, hắn ta hất một ngón tay. Tay súng phía sau lập tức hiểu ý, lấy mũ trùm đầu màu đen ra, trực tiếp ụp xuống che mặt cả hai người. Ngọc Tiểu Long hoảng sợ kêu lên, đừng giết tôi có thể cho mấy người tiền, muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ đưa, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mấy người muốn thì cứ tìm hung thủ tính sổ là được rồi. Cô đã qua mặt tất cả những người xung quanh bằng nét mặt của một ả nhát gan sợ phiền phức, ham sống sợ chết, sẵn sàng bán đứng người bên cạnh để được sống. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy da đầu không ngừng tê dại, mẹ nó, rốt cuộc hắn ta là ai lại đáng để Ngọc Tiểu Long tự mình làm mồi câu cá thế này. Chẳng qua hắn ta cũng không nói nhiều, hơn nữa có thể đoán được lai lịch của đối phương chắc chắn không nhỏ. Bối cảnh nhất định rất lớn, nếu không, mọi chuyện cũng sẽ không phiền toái đến như vậy. Hình như là đến biển, Tề Đẳng Nhàn nghe thấy bên tai có tiếng sóng vỗ bờ, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh của tàu chở hàng. Sau khi xuống xe, hai người đội mũ trùm đầu, bị hai tay súng đang khống chế ở phía sau không ngừng hối thúc đi về phía trước. Sau khi lên khỏi bậc thang, đến mặt đất bằng phẳng rồi lại nghe thấy tiếng còi từ bên tai truyền đến. Chào mừng cả hai đã đến địa bàn của tôi. Đại ca viên lúc này nở nụ cười, bảo đàn em tháo mũ trùm đầu của bọn họ xuống. Sau khi mũ trùm đầu màu đen vừa được tháo ra, hai người đều không thích ứng kịp mà híp mắt lại trước ánh sáng đột ngột. Họ đang ở trên một con tàu chở hàng khổng lồ. Chiếc tàu chở hàng này đã xuất phát, đang hướng về phía đại dương mênh mông vô tận mà đi. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói, đại ca viên anh sẽ không ném tôi cho cá mập ăn thật chứ. Đại ca viên ngồi xuống một cái ghế, bốn phương tám hướng đều là đàn em của hắn ta, trong tay mỗi người đều mang theo vũ khí. Có vứt anh cho cá mập ăn hay không còn phải xem thực lực của anh tới đâu đã. Đại ca viên cười nói. Sau khi dứt lời, hắn ta đưa tay cầm lấy một điếu xì gà, bên cạnh lập tức có một tên đàn em đưa cho hắn ta bật lửa châm điếu xì gà. Toàn thân đều toát lên dáng vẻ của một đại ca giang hồ. Tề Đẳng Nhàn nói, ý anh là gì? Nói rõ ra đi. Đại ca viên đưa tay chỉ Ngọc Tiểu Long, nói, cô gái cực phẩm như vậy còn có thể làm đến luôn không? Nếu anh có thực lực thì không phải là tôi không thể để hai người đi. Sau khi nghe được lời này, Tề Đẳng Nhàn choáng váng. Tề Đẳng Nhàn không thể không hỏi, hả? Đại ca viên làm ăn chuyện gì vậy? Một tên mặt đen trông giống tên đầu sỏ quát, nói nhảm gì nhiều vậy, đại ca tao hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái đó. Tề Đẳng Nhàn liền cười, đại ca viên, mắt nhìn của anh cũng không tốt lắm nhỉ, người phụ nữ này xấu như vậy, anh lại có thể coi là hàng cao cấp sao? Vì câu nói này mà kỹ năng diễn xuất duy trì sự sợ hãi của Ngọc Tiểu Long cũng gần như không thể kìm hãm được, có ý nghĩ muốn tìm cách lao lên đánh chết Tề Đẳng Nhàn. Viên lão đại cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất thú vị, không thể nhịn cười mà hỏi lại, vậy cậu nói xem cái gì mới được gọi là hàng cao cấp. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một lúc, thành thật mà trả lời, anh có biết người đẹp nhất Thượng Hải Giang Khuynh Nguyệt không? Cô ấy cao, chân còn dài,
sau khi đeo đôi giày cao gót, quả thực là hàng cao cấp đến không thể cao cấp hơn được nữa. Viên lão đại đáp, à, cậu đang nói đến con gái của Giang Sơn Hải sao? Quả là không tệ, cô ta đã ở trên thuyền của tôi rồi. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì ngạc nhiên, hỏi lại, vậy đại ca Viên anh đúng thật là thần thông quảng đại rồi. Đại ca Viên đáp, đã nghĩ đến cô ta từ sớm rồi, nó trở mặt với Giang Sơn Hải, động vào cô ta cũng không cần phải bận tâm gì. Tề Đẳng Nhàn nói tiếp, không phải nói bạn trai của cô ta rất lợi hại sao? Hắn đã đánh bại Diệp Kế Hùng ở thành phố Kinh Đảo. Đại ca Viên cười đắc ý, ha ha, chỉ là một tên hề không biết sống chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị nước lũ nhấn chìm cho tới chết. Hơn nữa, nếu người đã nằm trong tay ông đây, không ai có thể đưa đi. Ngọc Tiểu Long ở một bên nghe tới mức muốn cười. Mặt Tề Đẳng Nhàn lại tái đi. Tề Đẳng Nhàn lấy lại chút tinh thần, cười mỉm nói, hàng cao cấp sao, ngược lại ở đây tôi có mấy em, anh muốn xem chút không, tôi có thể tìm đưa tới chỗ anh. Đại ca Viên cười lớn, gật đầu, vậy cũng không tệ, giữ cái mạng chó của cậu lại, cũng còn có chút tác dụng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy tôi phải thật sự cảm ơn đại ca Viên vì đã giữ lại cái mạng chó của tôi rồi. Đại ca Viên quay đầu trực tiếp nhìn về hướng của Ngọc Tiểu Long, nói các điểm trên khuôn mặt cô rất thú vị, một lúc nữa, hãy tìm cho cô ấy một bộ đồng phục của thời chiến để thay, tôi phải đích thân kiểm tra. Đám đông đều không nhịn được mà cười khúc khích, nháy mắt ra hiệu. Chúc mừng đại ca, cuối cùng cũng có thể nếm thử mùi vị của Ngọc Tướng Lĩnh rồi. Ôi, đại ca chỉ biết chơi, hôm nay đã có thể cầu được ước thấy, được nếm mùi vị Ngọc Tướng Lĩnh rồi. Nghe những lời ầm ĩ của mấy người này, Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Ngọc Tiểu Long một cái, chỉ thấy sâu trong mắt cô ấy đã phủ đầy xương giá, kính áp tròng cũng khó có thể cản lại. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên cười nói, đại ca Viên, có muốn tôi dạy anh một cách bảo vệ mạng sống không? Viên lão đại cau mày, hỏi lại, hả? Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ anh quỳ gối trước mặt cô ấy, nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng chó, nếu không thì, lát nữa vì sao chết cũng không biết. Đại ca Viên nghe xong vui vẻ nói, con người cậu cũng có chút thú vị đấy, hay là cậu cảm thấy bản thân còn có thể giết anh khi bị nhiều mũi súng chĩa vào như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, không phải là tôi giết anh, là cô ấy giết anh. Vừa dứt lời, Ngọc Tiểu Long đã tháo chiếc kính không gọng trên mặt xuống, nhẹ nhàng vén tóc ra sau, toàn bộ tính cách, trong chốc lát đã thay đổi. Viên Thăng Lộc, thì ra anh vẫn luôn thích thầm tôi sao? Nếu đã thích tôi, sao không nói ra sớm hơn? Ngọc Tiểu Long cầm kính, tiếng vỡ bang lên, kính trong tay cô ấy đã bị vỡ vụn thành từng mảnh. Cô ấy tháo kính ra, khởi động cơ bắp và xương cốt, trực tiếp trở về diện mạo ban đầu. Chuyện này đột ngột xảy ra, khiến cho tất cả những người ở đó đều giật mình. À, đại ca, anh xem, cô gái này thật biết cách giả vờ, lại có thể cosplay Vương Tiểu Long y như thật. Tên đầu sỏ kích động kêu lên. Mặt của Viên Thăng Lộc lập tức tái nhợt đi, hắn ta biết rất rõ, đây không phải là cosplay gì cả, đối phương thật sự là Ngọc Tiểu Long. Nhưng, Viên Thăng Lộc dù sao cũng là một nhân vật có tiếng, sau một lúc kinh ngạc và sợ hãi, hắn ta lập tức ổn định lại tinh thần. Tôi không ngờ cô lại có thể là Ngọc Tướng Lĩnh, đáng chê cười rồi, Viên Thăng Lộc cười, bình tĩnh lại, chậm chậm mà nói. Ngọc Tiểu Long nghiêng đầu hỏi, giờ anh muốn tự mình trói, hay là để tôi giúp tôi? Giờ anh đã lạc lối, có thể xin tôi rủ chút lòng khoan dung. Viên Thăng Lộc lại khẽ lắc đầu, nói tôi không ngờ một đại võ sư như Ngọc Tướng Lĩnh, lại đích thân tới đối phó với một tên tiểu nhân như tôi. Viên Thăng Lộc tôi, thật vinh hạnh mà. Ngọc Tiểu Long nhìn hắn ta, mặt không cảm xúc. Viên Thăng Lộc nói, nhưng cô đã phạm phải một sai lầm lớn. Nơi đây là địa bàn của tôi. Sắc mặt hắn tối sầm lại, hét lớn, cô thật sự là Ngọc Tiểu Long thì sao? Tôi không tin cô có thể biến thành rồng áp đảo thuyền của tôi trên vùng biển rộng lớn này. Hắn ta hét lên một tiếng, tất cả những thuộc hạ xung quanh lần lượt giương súng lên. Những người này cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, họ không ngờ người phụ nữ bị bắt hôm nay lại chính là nữ thần chiến tranh của Trung Quốc, Ngọc Tiểu Long. Tên của người, bóng của cây. Ba chữ Ngọc Tiểu Long đã đủ để răn đe rất nhiều tội phạm.
giống như ánh sáng và bóng tối của những con rơi trên thành phố Ca Đàm, nó có thể khiến cho những con người này cảm thấy khiếp sợ, một nỗi sợ sâu thẳm từ đáy lòng. Không không không, anh lầm rồi, đây không phải địa bàn của anh, bởi vì nơi đây vẫn là vùng biển của Trung Quốc. Ngọc Tiểu Long lại giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại, bình tĩnh nói. Viên Thăng Lộc cười lạnh nói, vùng biển của Trung Quốc thì sao? Đây đang trên thuyền của tôi, ở trên thuyền của tôi chính là đại ca. Nổ súng, mau bắn chết hai tên này. Hắn ta ra lệnh, nhưng bọn thủ hạ không ai dám bắn. Danh tiếng của Ngọc Tiểu Long thật sự quá đáng sợ. Viên Thăng Lộc tức giận nói, chúng mày có biết chúng ta đang làm ăn như nào không? Để cô ta sống sót rời khỏi đây, toàn bộ đều sẽ chết, chúng mày còn không nổ súng. Ngọc Tiểu Long lại nói, giờ bỏ vũ khí xuống còn có cơ hội được khoan hồng. Nếu dám bắn, vậy thì đi nhận cái chết đi. Lúc nói những lời này, giọng điệu của cô vô cùng uy nghiêm, sự lạnh lùng hiện rõ giữa hai cặp lông mày. Không chỉ có vậy, cô ấy còn có thể giả vờ thản nhiên nói tôi cá là trong súng của mấy người không có viên đạn nào. Bọn thủ hạ đang do dự. Đúng lúc này, có một tiếng động xé trời. Vù, vù, vù. Ba chiếc máy bay chiến đấu xẹt ngang qua bầu trời, sau đó lượn lờ phía trên con tàu, mang theo một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Người trên tàu sợ đến mức tái mét mặt mày, súng trong tay cầm lên cũng không nổi. Càng làm cho họ cảm thấy sợ hãi hơn chính là, phía xa xa xuất hiện ba chiếc chiến hạm. Bây giờ, anh còn cho rằng đây là địa bàn của anh sao? Ngọc Tiểu Long quay đầu nhìn Viên Thăng Lộc, chậm rãi hỏi. Ngọc Tiểu Long, cô đúng là con cáo giả, muốn chết thì chúng ta cùng nhau chết đi. Viên Thăng Lộc gáo lên một tiếng, cầm lên một khẩu tiểu liên, chĩa vào Ngọc Tiểu Long bóp cò. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng động tác của Ngọc Tiểu Long còn nhanh hơn. Hắn vừa định nhắm vào thì trong chốc lát, cả người Ngọc Tiểu Long đã hạ xuống, giống như một con rắn, nhảy ra ngoài với một tiếng rít lớn. Mưa đạn rơi trên boong tàu nhưng không một viên nào có thể bắn trúng Ngọc Tiểu Long. Viên Thăng Lộc mới đánh được một nửa, họng súng đã bị bàn tay Ngọc Tiểu Long nâng lên, toàn bộ đạn đều bị bắn lên trời. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Long đấm thẳng vào ngực hắn ta, đánh bay cả người hắn lên không trung, lộn ngược ra ngoài, rầm một tiếng, đập vào lan can. Viên Thăng Lộc cũng là một người tàn nhẫn, hắn ta cắn răng một cái, định nhảy xuống biển chạy trốn. Nhưng động tác của Ngọc Tiểu Long lại nhanh hơn hắn ta, một bước dài vọt lên, trong nháy mắt leo lên lan can, một tay nắm lấy mắt cá chân của hắn ta. Ngay sau đó, một chiêu thái cực đảo đuổi hầu tung ra, kéo chân Viên Thăng Lộc lết vài vòng trên mặt đất, trực tiếp làm gân cốt cả người Viên Thăng Lộc rã rời. Thật không dễ dàng động tới anh, tôi đích thân tới đây, anh không cảm thấy vinh hạnh sao? Ngọc Tiểu Long thả Viên Thăng Lộc xuống, cười lạnh hỏi. Viên Thăng Lộc nên quỵ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hắn ta biết lần này mình đã thất bại hoàn toàn. Những tên côn đồ còn lại trên boong cũng không dám động đậy, dưới ánh mắt uy quyền của Ngọc Tiểu Long, chúng lần lượt buông súng xuống. Tư cách Ngọc tướng quân cao hơn tôi, mấy cái này không đáng là gì. Chỉ nhìn thôi cũng có thể hù chết người. Thấy vậy, Tề Đẳng Nhàn ghen tị. Tề Đẳng Nhàn chợt nghĩ ra điều gì đó, nắm lấy Viên Thăng Lộc đang nằm trên mặt đất và lạnh lùng hỏi, Giang Khuynh Nguyệt đang ở đâu? Viên Thăng Lộc nhếch miệng cười nói, cô ta đã bị ta cưỡng hiếp rồi, nếu như tôi đoán không lầm, hiện tại cô ta đang bị một đám người thay nhau cưỡng hiếp rồi. Tề Đẳng Nhàn đập vào mồm một cái, trực tiếp xoay người đi tìm tên đầu sỏ, cười nói, anh sẽ không dùng lý do thoái thác như vậy để đối phó tôi chứ? Tên đầu sỏ sợ tới mức run rẩy, vội vàng nói, không, không. Người như Giang Tiểu Thư, có dung mạo có thân phận, có thể bán được giá tốt, chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng VIP ở tầng dưới. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, quay đầu liếc Viên Thăng Lộc, cười nói, tốt nhất là chưa làm gì cả, nếu không, ngay bây giờ tôi sẽ bóp nát trứng anh luôn. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người vào trong cửa, đi tìm Giang Khuynh Nguyệt. Tề Đẳng Nhàn đã tìm được Giang Khuynh Nguyệt trong phòng khách quý mà tên đầu sỏ nói, quần áo chỉnh tề. Nhưng ý thức có vẻ vô cùng mơ hồ, rõ ràng là bị người ta dùng thuốc gây mê. Này, tỉnh lại đi, Tề Đẳng Nhàn lay cô hai cái, lại nhéo thêm một cái. Giang Khuynh Nguyệt mơ mơ màng màng nói, giúp tôi.
giúp tôi nhanh lên. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày một lúc, tát bốp bốp vào mặt cô ta hai cái khiến cô ta tỉnh táo hơn một chút. Tôi tới cứu cô rồi đây, tỉnh dậy đi. Vừa nói Tề Đẳng Nhàn vừa ung dung lấy một cốc nước lạnh, dội lên đầu cô ta. Nước lạnh khiến Giang Khuynh Nguyệt run lên, cô ta hoàn toàn tỉnh lại, cảm thấy hai bên khuôn mặt xinh đẹp của mình bị bỏng rát, khiến da đầu cũng có chút tê dại. Sau đó, cô ta tức giận chỉ vào mặt Tề Đẳng Nhàn nói, anh tát tôi đúng không? Nếu cô tỉnh táo thì sao tôi phải tát cô? Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ gò má của cô ta, cười nói. Đồ biến thái, xâm loạn, vậy mà anh lại dùng thuốc mê đối phó tôi. Giang Khuynh Nguyệt gào lên. Tề Đẳng Nhàn ngây ngẩn cả người, sau đó dở khóc dở cười nói, đại tiểu thư, tôi tới để cứu cô. Hơn nữa, tôi là loại người như vậy sao? Cô đã hít quá nhiều thuốc mê đến nỗi não cũng không hoạt động nữa đúng không? Nếu không tôi lại tát hai cái nữa cho cô tỉnh nhé. Giang Khuynh Nguyệt kiêu ngạo nói, đàn ông đều thích xem tất lưới, không có ai tốt cả. Tề Đẳng Nhàn không nói nên lời. Chẳng phải chỉ nhìn một lần lúc cô chụp ảnh trang phục thôi sao, có cần phải mang thù như vậy không? Sau đó, Giang Khuynh Nguyệt thở hắt một hơi, nói, được rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi, cho nên, anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi còn muốn hỏi cô, sao lại bị bắt đến nơi này? Nếu như hôm nay không phải là tôi tình cờ đến đây, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Giang Khuynh Nguyệt nhíu mày. Nói tôi nhớ khi tôi lên xe, miệng và mũi của tôi bị ai đó bịt kín, sau đó tôi bất tỉnh. Tỉnh lại thì đã nhìn thấy anh rồi. Xem ra cô phải sắp xếp một vệ sĩ cho mình, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Tề Đẳng Nhàn thở dài, bất đắc dĩ nói. Tôi lấy đâu ra tiền để thuê vệ sĩ cho mình, mỗi tháng chỉ kiếm được chút đỉnh, trả tiền thuê nhà, trả lương cho người mẫu và nhiếp ảnh ra, còn có cái rắm tiền ấy. Giang Khuynh Nguyệt trực tiếp than nghèo. Cô ta cảm thấy mình rất chật vật, đứng thẳng dậy, bắt đầu chải mái tóc ướt của mình. Vừa chải đầu, cô ta vẫn không quên lẩm bẩm, đúng là cái đồ chó chết, lại tát tôi nặng tay như vậy. Thật tức chết mà. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói, được rồi, đều là lỗi của tôi giúp cô tìm vệ sĩ. Ai bảo cô là bạn gái cũ của tôi chứ? Giang Khuynh Nguyệt trừng mắt. Cả giận nói, từ khi nào đã biến thành bạn gái cũ rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, không phải lúc trước là đã nói rồi sao, trên danh nghĩa chúng ta không tính là người yêu, đã chính thức chia tay rồi mà. Giang Khuynh Nguyệt dở khóc dở cười, làm ơn đi, anh bây giờ là anh hùng cứu mỹ nhân, cho dù nói vài câu yêu thương đơn giản cũng dễ dàng lấy được trái tim thiếu nữ, được chứ? Cứ phải thốt ra mấy câu EQ thấp mới thoải mái đúng không? Không có người phụ nữ nào mà không mong hoàng tử bạch mã của mình xuất hiện trong lúc hoạn nạn, có thể chàng sẽ không cưỡi mây bảy sắc, cưỡi bạch mã trên ngọn giáo bạc, nhưng chàng sẽ luôn có thể cứu mình, vào thời khắc nguy hiểm nhất dám dũng cảm đứng ra. Kết quả là, sau khi vị hoàng tử này cứu tôi, anh ấy lại nói với tôi rằng chúng ta chia tay rồi. EQ thấp là một loại bệnh, cũng giống như não có vấn đề, vô phương cứu chữa. Giang Khuynh Nguyệt nghiêm túc nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói. Chết tiệt, tôi cứu mạng cô còn mắng tôi. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói. Giang Khuynh Nguyệt hoàn toàn không nói nên lời, thật tốt, mộng tưởng của cô ta đều tan vỡ rồi, e rằng nếu cô ta thực sự kết bạn với người này, không chừng đến lúc đó cô ta sẽ tự làm mình tức chết mất. Tiểu thư à, lần sau cẩn thận một chút đi, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu, Tề Đẳng Nhàn dặn dò. Có người đang nhắm vào tôi, là một người phụ nữ yếu đuối. Tôi có thể làm gì đây? Giang Khuynh Nguyệt tức giận đáp lại, hận không thể đập cho anh ta một cái. Lúc Tề Đẳng Nhàn đỡ Giang Khuynh Nguyệt lên bong tàu, thuyền đang cập bờ, xung quanh còn có hai tàu chiến đi theo. Tất cả những người trên thuyền đều cúi đầu vào góc, bị một mình Ngọc Tiểu Long dọa sợ. Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy viên thăng lộc ngã trên mặt đất, sửng sốt, sau đó nhíu mày nói, đây là viên tổng của tinh thần hải mậu sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô biết hắn sao? Tôi biết hắn là chủ tịch của thương mại hàng hải tinh thần, cũng chính là cháu trai trưởng, Viên Tiên Sinh, Giang Khuynh Nguyệt gật đầu nói. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về phía Ngọc Tiểu Long.
không có gì lạ khi Ngọc Tiểu Long muốn tự mình đi bắt cá, hóa ra Viên Thăng Lộc lại có gia cảnh vững chắc như vậy. Viên Thiên Thành nói ra là người đứng đầu thành phố, nhưng cấp bậc thực tế của hắn lại ngang hàng với Dương Lệnh Quang ở Đông Hải. Trên USB của Hồng Thiên Đô, có tên người này. Lần này, Ngọc Tiểu Long đích thân câu cá bắt được Viên Thăng Lộc, rất có thể người đầu tiên trở thành con tốt thí, chính là Viên Thiên Thành. Tàu chở hàng vừa cập bến an toàn, hàng loạt chiến sĩ xông lên mũi tàu, trói toàn bộ những tên đang ngồi xổm trên mặt đất lại. Ngọc Tiểu Long giao quyền chỉ huy cho một người trung niên trên vai mang theo một viên long tinh, xoay người đi về phía Tề Đẳng Nhàn, cười nói, thành công mỹ mãn. Tề Đẳng Nhàn lập tức trừng mắt to, nói, tôi không nghĩ rằng Ngọc tướng lĩnh như cô lại tính toán như vậy đấy, đãi tôi một bữa cơm mà cô cũng phải chi ly à. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh đáp lại, Bạch Liễu bị anh che mắt, anh phải đứng ra giúp cô ấy giải quyết một vài ân oán trong đời là đúng rồi, và lại đây cũng là một việc tốt mà. Anh có biết còn bao nhiêu cô gái đang ở trên tàu chở hàng này không? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, Ngọc Tiểu Long tiếp tục nói, có gần 30 người đấy. Điều này khiến vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn tối sầm lại, hắn hỏi, Viên Thăng Lộc đã làm gì vậy? Như anh thấy đấy, buôn người. Tôi đã tìm ra manh mối thông qua cuộc điều tra của Nam Dương Trần Thị, một băng nhóm tội phạm lớn ở Điện Bắc. Băng nhóm này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như gian lận viễn thông, buôn bán ma túy, các hành vi phi pháp như buôn người chẳng hạn. Chúng còn có quan hệ sâu sắc với một số người nữa, thậm chí còn liên quan đến lực lượng Trung Hoa ở Hoa Kỳ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long cứng lại, chậm rãi nói tiếp. Những cô gái này sẽ bị Viên Thăng Lộc bán cho Điện Bắc với giá cao. Những người may mắn hơn nếu biết cách ăn nói có thể sẽ thoát được, thậm chí còn trở thành một đoàn văn nghệ để dụ những người vô tội ra đầu thú. Những người không may mắn có khả năng sẽ bị bán vào chợ đêm. Nếu còn tệ hơn nữa, thì chỉ có nước bị người ta moi thận và bán máu. Tề Đẳng Nhàn im lặng gật đầu, trong khi Giang Khuynh Nguyệt ở bên cạnh bủn rủn tay chân. Ngọc Tiểu Long nói, tất nhiên cũng có những người có nền tảng tốt hơn, họ sẽ bị bán ra nước ngoài. Trở thành chim hoàng yến cho các công tử ở đó. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, những kẻ giết người hàng loạt này đúng là vì tiền mà không có gì không dám làm. Bỏ bọn rác rưởi đấy vào nhà tù U Đô của chúng tôi đi, trong 2 ngày thể nào cũng bị đánh đến chết. Hầu hết những người bị giam giữ ở đó đều là những kẻ xấu xa, nhưng những kẻ xấu xa này là những người có cá tính độc đáo, mấy hành động như bắt nạt con gái vô tội trong mắt họ chính là những thứ đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Lúc này Giang Khuynh Nguyệt mới khôi phục tinh thần, người con gái đứng trước mắt là Ngọc Tiểu Long sao? Qua, Ngọc tướng lĩnh, tôi là fan của cô đấy, cô có thể chụp một bức ảnh với tôi không? Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên nói. Không được, Ngọc Tiểu Long sửng sốt, sau đó lập tức từ chối. Giang Khuynh Nguyệt lại nói, vậy có thể để lại phương thức liên lạc không? Cô đã cứu tôi mà, tôi phải cảm ơn cô đàng hoàng. Cũng không được. Ngọc Tiểu Long tỏ vẻ lạnh lùng, kiên quyết không động lòng. Giang Khuynh Nguyệt cuối cùng cũng bĩu môi, trong lòng cảm thấy tủi thân. Tề Đẳng Nhàn thấy nực cười, Giang Khuynh Nguyệt nhìn qua là một cô gái tính cách trưởng thành, nhưng thực tế tính cách lại là một thiên kim tiểu thư vẫn còn trẻ con. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn đợi một lúc để nhìn thấy những cô gái được cứu, họ đang trong tình trạng khốn khổ, đầu bù tóc rối nhưng lại có khuôn mặt rất xinh xắn. Vừa nhìn thấy các chiến sĩ Trung Hoa, họ lập tức ôm lấy nhau khóc giống lên. Không sao cả, không sao cả, các cô đã được cứu rồi, có chúng tôi ở đây không dám làm tổn thương các cô đâu. Một chiến sĩ trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, quân phục mà những người chiến sĩ này mặc là bộ quân phục khiến người ta yên tâm nhất, khuôn mặt đơn thuần của họ mới là thứ đẹp nhất của đất nước này. Các cô gái được các chiến sĩ đưa ra khỏi tàu. Sau đó được đưa lên xe cấp cứu và đưa đến bệnh viện. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói tôi hy vọng rằng trong hoạt động này sẽ không có từ thỏa hiệp trong từ điển. Nếu không thì chỉ có nắm đấm mới cản được tôi thôi. Khi nói điều này hắn vô cùng nghiêm túc, không đùa giỡn một chút nào. Vũ Dĩ Vệ nói, anh ta không bao giờ được phép quên rằng bản thân học võ là để bảo vệ công lý chứ không phải để bắt nạt kẻ yếu như Văn Xương Vũ. Không. Bất cứ ai có liên quan đến chuyện này đều phải bị xử lý sạch sẽ. Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng nói, nhìn vào biển cả trải dài vô tận. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã nhìn bóng lưng của những cô gái kia,
liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Long một cái, sau đó nở một nụ cười. Ngọc Tiểu Long hỏi, anh cười cái gì? Chẳng trách cô gái nào cũng muốn trở thành Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn thở dài trả lời. Giang Khuynh Nguyệt bên cạnh cũng gật đầu, ai lại không muốn trở thành cô gái như Ngọc Tiểu Long chứ? Cô ấy là người có thể tự chịu trách nhiệm cho số phận của chính mình và có một ý chí mạnh mẽ kia mà. Đi thôi, hôm nay mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp rồi. Chuyện sau này anh cũng không cần quan tâm đâu. Ngọc Tiểu Long vung tay lên, đi xuống bong tàu. Tề Đẳng Nhàn và Giang Khuynh Nguyệt cũng đi xuống. Đợi sau khi bọn họ xuống, các chiến sĩ cũng bắt đầu rút lui. Ngọc Tiểu Long nhảy lên một chiếc xe, nói, đi thôi. Giang Tiểu Thư, muốn đi nhờ xe không? Tôi đưa cô về nhà. Hả, được, được, Giang Khuynh Nguyệt sửng sốt một lúc sau đó mới sực tỉnh, vui vẻ đồng ý lên xe. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, này, chờ một chút. Nhưng Ngọc Tiểu Long vẫn đạp ga, tăng tốc động cơ và nói, tạm biệt. Chờ chút, tôi còn chưa lên xe mà. Tề Đẳng Nhàn hét lớn, tôi còn chưa lên xe mà. Xe của tôi không muốn chứa một tên cặn bã. Ngọc Tiểu Long thò đầu ra cửa sổ xe, trên mặt nặn ra một nụ cười sán lạn, chúc anh sau đêm nay về nhà có thể làm nổ tung chiếc nhẫn tê liệt nhá. Nói xong, cô vừa lên số, cả chiếc xe lao vút đi như tên bắn lên dây đàn, Tề Đẳng Nhàn dù muốn đuổi theo cũng khó có thể đuổi kịp. Con mẹ nó đây rõ ràng là trả thù. Không phải vừa rồi nói hắn xấu sao? Đến mức này hả? Đến mức này hả? Đến mức này hả? Tề Đẳng Nhàn nổi trận lôi đình, còn cô bé Giang Khuynh Nguyệt cũng vong ơn bội nghĩa quá, cứ như vậy mà lên xe Ngọc Tiểu Long được sao? Hắn đang ở bến cảng, trời cũng đã tối, hắn không thể về làng hay đến cửa hàng, chúng cách thành phố hàng chục cây số, thậm chí hắn còn không thể bắt taxi. Ngồi trong xe, Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy bóng dáng Tề Đẳng Nhàn nhảy dựng lên. Lập tức nhếch miệng cười nói, đáng đời. Tề Đẳng Nhàn hốt hoảng, chỉ có thể vừa ra khỏi cảng vừa chửi rủa, vừa gọi điện thoại cho Dương Quan Quan, mau đến đón tôi đi, bây giờ tôi. Hiện tại tôi không rảnh, tôi đang bàn bạc với Tôn Phu Nhân ở đây. Tôn Phu Nhân đang giúp tôi giải quyết vấn đề phân chia tài sản với nhà họ Dương. Dương Quan Quán trả lời xong lập tức cúp điện thoại. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười bấm số của Lý Vân Uyển. Than vãn, Vân Uyển, đến đón anh đi, anh bị Ngọc Tiểu Long lừa rồi, bây giờ anh. Ha, anh có việc mới nhớ tới em sao? Hừ, em không tới. Lý Vân Uyển ngạo nghễ cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tề Đẳng Nhàn chần chừ một lúc, hắn muốn vứt điện thoại đi nhưng bà nội nó, tất cả bọn họ thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ suy nghĩ cách để rèn luyện sức khỏe của đôi chân, sau đó bắt đầu lặn lội đường xa. Nghĩ thầm lần sau gặp lại Ngọc Tiểu Long phải đánh cô ấy một trận trước, không nói nhiều. Lợi dụng hắn không nói gì để lừa gạt bạn gái cũ của hắn, ném hắn ở chỗ này rồi đi, còn có loại người như thế à? Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi được vài cây số, hắn nảy ra một ý tưởng và bấm số điện thoại của Lục Chiến Long, đám Lục đại ca này lập một quỹ trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, bảo anh ta lái xe tới đón một lúc chắc không sao đâu nhỉ. Lục Chiến Long đồng ý. Lập tức xuất phát đến chỗ hắn. Tề Đẳng Nhàn suýt nữa bật khóc, đàn ông mới là chân ái. Lấy sức chân của Tề Đẳng Nhân hiện tại mà nói, lộ trình mấy chục cây em cũng chỉ nhẹ nhàng như chơi. Nhưng, đã có xe thì tội gì không ngồi. Hơn nữa, lộ trình còn xa như vậy, sắc trời cũng đã tối. Hắn vừa đi, vừa chờ xe của Lục Chiến Long tới đón. Lục đại ca, anh đúng là người tốt nhất. Tề Đẳng Nhân nhìn thấy Lục Chiến Long, thì cảm động muốn rớt nước mắt. Lục Chiến Long cười ha hả, nói, em trai, lên xe đi. Sau khi Tề Đẳng Nhân, Lục Chiến Long vừa mới đi được 2-3 cây em, đã ho khan một tiếng, nói, này em trai, cậu xem dùm tôi, cái xe này của tôi có bị gì không? Cái đồng hồ này, sao tự nhiên sáng lên vậy? Tề Đẳng Nhân nhíu mày nói, đồng hồ xăng sáng, là biểu hiện của việc hết xăng. Lục Chiến Long nói, vậy làm sao bây giờ? Anh đây không mang tiền. Tôi sẽ trả, khóe miệng Tề Đẳng Nhân nhếch lên, nói. Thằng nhãi Lục Chiến Long này, đúng thật là thú vị, lái một chiếc xe hết xăng đi đón hắn, sau đó nhân tiện ké tiền xăng sao. Lục Chiến Long lập tức cười nói, a ha ha ha,
thật ngại quá, sao có thể tiêu tiền của cậu được? Tề Đẳng Nhân nói, nếu không thì chúng ta cùng nhau đẩy xe trở về. Dù sao cũng đều là người tập võ, sẵn tiện huấn luyện sức lực cũng khá tốt. Lục Chiến Long trực tiếp cạn lời, thôi thì tôi đành mặt dày nhờ cậu trả tiền vậy. Tề Đẳng Nhân nói, cố lên anh là mạnh nhất, cố lên anh nhất định có thể đẩy được. Để tôi cổ vũ anh, Lục đại ca, anh có thể xuống xe đẩy đi. Lục Chiến Long rất muốn vứt cái tên này xuống xe. Cuối cùng, Tề Đẳng Nhân vẫn phải tự mình chi 400 đồng cho Lục Chiến Long đổ đầy bình xăng. Còn làm mình cảm động một hồi, nếu không phải xe của lão Lục hết xăng, sau đó đúng lúc nhận được điện thoại của mình, cho nên mới lập tức chạy tới đúng không? Tề Đẳng Nhân không nhịn được mà dùng ác ý của mình để phỏng đoán ý đồ của Lục Chiến Long. Ngồi trên xe, Tề Đẳng Nhân không ngừng mắng mỏ hành vi qua cầu rút ván của Ngọc Tiểu Long với Lục Chiến Long, khiến Lục Chiến Long nghe thấy thì bật cười. Tề Đẳng Nhân thở dài nói, cho nên mới nói, dù rằng người phụ nữ có thành công đến đâu, cũng không thể nói cô ấy không tốt. Thù dai, đã là thiên tính của bọn họ rồi. Lục Chiến Long cười nói, em trai, hai người thật lợi hại, cứ vậy im hơi lặng tiếng mà xóa sổ được một đám tội phạm. Lại còn cứu được hơn 30 người phụ nữ vô tội, tôi bội phục. Trong lúc nói chuyện, Lục Chiến Long suýt nữa đã vượt đèn đỏ, vội vàng phanh gấp lại. Bởi vì xe thắng có hơi gấp, nên theo quán tính, một thứ gì đó trực tiếp trượt ra từ ghế sau. Tề Đẳng Nhân tay lanh mắt lẹ, trở tay bắt lấy, trực tiếp vững vàng bắt được. Anh trai, đây chính là máy tính bảng phiên bản mới nhất, lơ rơi hỏng anh thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. Tề Đẳng Nhân nói, bắt được đồ, thấy đây rõ ràng là một cái máy tính bảng. Lục Chiến Long nhíu mày nói, máy tính bảng, tôi làm gì có cái thứ này, giá tận mấy ngàn, tôi tiếc tiền. Tề Đẳng Nhân tùy tay liền mở màn hình, nhìn thấy cái máy tính bảng này không có thiết lập mật khẩu. Sau khi màn hình sáng lên, tiếp đó giao diện của một cái video. Trên video, là một người phụ nữ bị trói tay, đầu bù tóc rối. Nhìn qua rất chật vật. Này anh trai, anh còn thích thể loại này nữa sao? Tề Đẳng Nhân cười như không cười hỏi. Sau đó, hắn tùy tay ấn xuống nút play. Anh, cứu em, hu hu hu, cứu em với. Các người làm ơn đừng đánh tôi xin các người. Anh trai tôi có tiền, anh ấy chắc chắn sẽ cho các người tiền. Sau khi giọng nói của người phụ nữ được phát ra từ trong loa, nghe được giọng nói này, Lục Chiến Long đột nhiên giật mình. Anh ta quay đầu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhân, nói, đưa cho tôi. Anh ta cứng đờ nhận lấy chiếc máy tính bảng, thân thể Lục Chiến Long đều run lên, trầm giọng nói, em gái. Tề Đẳng Nhân nhìn thấy Lục Chiến Long mất bình tĩnh, sau đó lại nghe được một tiếng kêu gọi, hắn cũng lập tức nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua màn hình một cái, từ từ nói, đây là em gái anh Lục Linh Linh sao? Lục Chiến Long hít vào một hơi thật sâu, nói, không sai, cóp bé chính là Lục Linh Linh, em gái ruột của tôi. Tề Đẳng Nhân như suy tư gì đó, nói cái máy tính bảng này đại khái là có người cố ý bỏ vào trong xe của anh, mục đích là để anh nhìn thấy cái video này. Bọn họ muốn làm gì? Sắc mặt Lục Chiến Long trầm xuống, nhìn màn hình không rời mắt được. Nãy giờ anh ta vẫn luôn đang xác nhận, đây chắc chắn là em gái Lục Linh Linh của anh ta. Trong video Lục Linh Linh không ngừng kêu khóc, gánh chịu mọi đòn đánh đấm của những người xung quanh, thông qua video, còn có tiếng cười đắc ý của bọn chúng, tùy ý dẫm đạp sinh mệnh, đối với bọn họ mà nói giống như là một chuyện gì đó rất vui vẻ. Anh này, anh đừng có gấp, Tề Đẳng Nhân nói. Lục Chiến Long không ngừng hít thở thật sâu, ném cái máy tính bảng xuống, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ, anh ta vừa lái xe vừa nói, tôi đương nhiên biết là không thể gấp. Nếu bọn họ đã đưa video này cho tôi xem, vậy chắc chắn là có mục đích gì đó. Nếu bây giờ tôi sốt ruột, ngược lại sẽ bị rối loạn, mắc mưu của bọn chúng. Lục Chiến Long dù sao cũng là người có địa vị cao, đương nhiên sẽ không gấp gáp hô to gọi nhỏ, hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng giống người bình thường. Nếu em gái anh ta đang ở trong tay người khác, hơn nữa, đối phương còn gửi kèm video tới, những người này, hiển nhiên là có mục đích. Hiện tại anh ta dù có sốt ruột cũng vô dụng, bọn họ sẽ tự động tìm tới cửa. Video này không phải là video gần đây nhất,
Tề Đẳng Nhân lấy máy tính bảng lại từ trong tay Lục Chiến Long, nhìn kỹ lại, sau đó nói. Hả, làm sao cậu biết? Lục Chiến Long nhìn không được mà hỏi. Tề Đẳng Nhân nói, thời điểm video được quay có ghi lại, tôi thấy thời gian ghi trên đây là 5 năm trước. Lục Chiến Long lẩm bẩm nói, 5 năm trước, thời điểm 5 năm trước là lúc tôi được phó lão lựa chọn vào chiến bộ không lâu. Nói xong lời này, sắc mặt anh ta càng thêm âm trầm, nói, nếu video được qua vào 5 năm trước, vậy có phải em gái tôi có thể bị giết rồi hay không? Đúng là có khả năng này, nhưng, tôi cảm thấy nếu bọn họ đưa video này cho anh xem, vậy hơn phân nửa có lẽ em gái anh vẫn còn sống, nếu không thì mục đích họ gửi video này cũng chẳng tạo ra được ảnh hưởng gì cho anh. Tề Đẳng Nhân suy nghĩ, nghiêm túc mà phân tích. Lục Chiến Long lạnh lùng nói, đợi tôi trở về nhất định sẽ tra lại camera, nhìn xem là ai để cái thứ này lên xe tôi. Nếu em gái tôi thật sự có xảy ra chuyện gì hay không, mặc kệ những người làm thương tổn con bé là ai, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, tôi cũng nhất định sẽ tìm ra bọn họ, thiên đao vạn quả. Thời điểm nói xong lời cuối cùng này, anh ta nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn lên như một con kinh công, nhìn qua rất đáng sợ. Lục Chiến Long cảm thấy người bản thân mà anh ta cần phải xin lỗi nhất chính là người em gái Lục Linh Linh của mình, hiện tại anh ta nhìn thấy video Lục Linh Linh bị người khác ẩu đả, là phổi anh ta như muốn nổ tung. Tề Đẳng Nhân tắt màn hình máy tính bảng lại, tùy tay ném ra ghế sau, nhìn thoáng qua ra ngoài cửa sổ, luôn có một loại cảm giác như giống tố sắp kéo tới. Bên phía Ngọc Tiểu Long vừa bắt đầu ra tay, Lục Chiến Long đã nhận được một cái video như vậy. Những người đó, hơn phân nửa là muốn lấy cái này để uy hiếp Lục Chiến Long. Nhưng để xem, bọn họ có thể làm được gì Lục Chiến Long đây? Lục Chiến Long là người rất có danh vọng ở chiến bộ, không ai sánh bằng, nếu ai đó ra tay với anh ta, như vậy, thì rất có thể sẽ tự vác đá nện vào chân mình. Bất luận như thế nào, cũng phải giúp anh ta giải quyết chuyện này, hy vọng có thể tìm ra em gái anh ta sớm một chút. Tề Đẳng Nhân thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được nguy hiểm sắp đến nhưng lại không thể lường trước được. Đoạn video của Lục Linh Linh khiến trong lòng Lục Chiến Long bị vây kín một tầng sương mù nhàn nhạt. Đồng dạng, Tề Đẳng Nhân cũng cảm giác được một âm mưu gì đó sắp xảy ra. Đoạn video 5 năm trước đột nhiên nhảy ra, Lục Linh Linh có lẽ là còn sống, nhưng ai là người thả miếng mồi câu dài như vậy để câu được con cá lớn. Nếu có tin tức gì liên quan đến Lục Linh Linh, mình sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tề Đẳng Nhân nghĩ. Hắn thực sự muốn trên thế giới này có nhiều thêm một vài người như Lục Chiến Long, vậy nên hắn cũng không muốn một người như vậy phải đau khổ. Cuộc đời của Lục Chiến Long đã đủ khổ rồi. Tuổi thơ anh ta đã chìm trong khốn cùng tuyệt vọng, mùa đông không quần áo ấm để mặc, mỗi ngày đều phải tự mình nấu rượu tại nhà, sau đó mang đến trường uống để sưởi ấm. Rất khó khăn mới có thể trưởng thành. Dựa vào một thân bản lĩnh mà lăn lê bò lết làm lính đánh thuê ở nước ngoài, kiếm được không ít tiền. Chuẩn bị áo gấm về làng, kết quả người thân trong nhà anh ta bị mấy tên du côn địa phương ức hiếp. Dưới sự giận dữ, anh ta giết người đến máu chảy thành sông, bị buộc phải đi lương sơn, cũng may cuối cùng gặp được người trượng nghĩa như Phó Phong Vân cứu giúp. Anh ta tiêu hết sạch tiền của mình, chỉ để cho anh em người nhà của mình có thể sống tốt hơn một chút. Không muốn bi kịch xảy ra trên người mình lại xảy ra trên người người khác. Đường đường là một trong năm con rồng của Hoa Quốc, mà lại chẳng có mấy bộ quần áo đàng hoàng. Ai dám gây bất lợi với anh ấy, ông đây lập tức hái đầu người đó. Trong lòng Tề Đẳng Nhân nghiêm trọng mà thầm nghĩ, nếu một thân võ nghệ vô địch này của hắn mà không thể trả lại công bằng cho chính nghĩa thì còn dùng để làm gì nữa. Đã xảy ra chuyện như vậy. Cũng khó tránh khỏi làm trong lòng Tề Đẳng Nhân có chút không thoải mái. Sau khi hắn nằm xuống giường, suy nghĩ đến không ít, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu chú ý đến tình huống của Lục Chiến Long, nhưng suốt mấy ngày nay, không có một người xa lạ nào tiếp xúc với Lục Chiến Long. Sau khi đoạn video kia được gửi cho Lục Chiến Long, mọi chuyện giống như đã kết thúc, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Tề Đẳng Nhân nói lại những nghi ngờ của mình cho Trần Ngư, dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng bên ngoài xem có lẽ có thể nhìn toàn cảnh một cách bao quát hơn. Trần Ngư nói với hắn,
rằng mục đích của người kia có lẽ không phải là nhằm vào Lục Chiến Long, mà là nhằm vào người khác. Hơn nữa, hiện tại bọn chúng không có cơ hội động tới Lục Chiến Long, bởi vì căn cơ của Lục Chiến Long ở chiến bộ rất mạnh, các chiến sĩ dưới tầng chót đều ủng hộ anh ta một cách phi thường. Nếu anh lấy danh nghĩa của Lục Chiến Long thành lập ra một quỹ hội quy mô lớn như vậy, tôi không thấy đây là một chuyện tốt. Trần Ngư sau khi nghe Tề Đẳng Nhân phân tích lại các thông tin một lần nữa, đưa ra một kết luận. Sao lại không phải chuyện tốt? Tề Đẳng Nhân nghe xong thì cảm thấy có chút khó chịu, số tiền đó, dùng để chi vào việc này, là lợi quốc lợi dân. Trần Ngư lại nhàn nhạt nói, có rất nhiều chuyện tốt, có thể sẽ biến thành chuyện xấu trong tay những người có âm mưu. Tựa như một chính sách nào đó, thoạt nhìn là có vẻ tốt, nhưng trên thực tế, cũng là phương tiện rất nhiều người thông qua nó để làm chuyện ác. Tề Đẳng Nhân hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.